xin chào mừng mọi người đến với Have a sip uống gì không một chương trình mà Thùy minh lên sóng vào mỗi tuần mọi người có một câu là đừng bao giờ gặp thần tượng của mình thậm chí là đừng bao giờ phỏng vấn thần tượng của mình nhưng mà đây là lần thứ hai thì mình được gặp chị mỹ linh xin được chào mừng chị đến với Have a sip à, chào Thùy minh và chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Have a sip thực ra thì mỹ linh cũng là một thính hmm. giả của Have a sip và cái câu này của Thùy minh nghe cũng không dưới không ít lần đâu nên là thì mình rất là khéo khi nói là đừng phỏng vấn thần tượng nhưng mà cái câu này nghe hơi nhiều rồi đấy nhá cảm ơn Sun Life Việt Nam đã đồng hành cùng Have a Sip Sun Life kế hoạch vững vàng tạo Tết lạc quan lần đầu tiên thì mình được phỏng vấn chị Mỹ Linh cũng rất là lâu rồi và nó hơi kỳ lạ là đấy là cái talk show đầu tiên mà em làm người dẫn chương trình là oh, vân tay ở VTV6. Thế là chị là chuột bài cả. <laughs> không. Nhưng mà chị mãi mới mời được chị nói thế để thấy là em nghĩ là không trong nghề em cũng là một người vào nghề cũng khá là lâu và vẫn làm nghề. Nhưng mà so với chị thì em đã vừa thì mình có vừa nói đùa với chị Mỹ Linh là khi mà đọc cái di sản mà chị Linh để lại nó nó rất là dài. Chị có bao giờ vào cái Wikipedia của chị để đọc? Ờ, cũng có lúc nào mà phải khai visa đi đâu Thì <laughs> cần phải nhớ ngày tháng năm chính xác à, Nhưng mà nói nghe di sản Nghe nó to tát thôi Chứ chị nghĩ rằng là Nếu mà cứ điểm từng năm từng năm Thì trong đời ai chả thế Ai chả có những cột mốc này cột ừ. mốc kia Chị nghĩ rằng là ai cũng sẽ có đầy đủ Những tháng năm như thế Chỉ có điều là người thì ghi ra Và người thì không ghi ra thôi Có những người được công chúng ghi ra Cũng không phải ai cũng được công chúng ghi lại Ừ thì cũng Nó do cái đặc thù nghề nghiệp bởi vì là những cái người khác người ta làm ở cái nghề khác thì uh, cái cái độ, độ nhận biết nó không rộng như thế thì mình làm cái nghề này thì nó cũng có hai mặt là mình cũng được mọi người công nhận nhưng mà cũng lại tất cả mọi thứ lại cũng rất là phơi bày nên và 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 nó cũng mọi người cũng biết hết về mình thế nên là cũng định là hư là không được phải <laughs> <laughs> ngoan uh, mình từ từ sẽ kể chuyện hư ngoan của chị. <laughs> <cười> <cười> Nhưng mà như thường lệ khi đến với uống gì không Have A Sip ấy, thì em sẽ hỏi chị là à, Trong nay đến với Have A Sip chị chọn uống đồ uống gì ạ? Chị thì không biết sao mà mọi người biết là mình thích cà phê latte Hay là mọi người đọc post à, đọc, đọc mấy cái tản ừ. văn nhỏ nhỏ của chị Ở nhà có con latte ừ. Nên là đã thấy bày sẵn một ly ừ. cà phê latte rồi ừ. Nên hôm nay không hỏi cũng được uống latte ừ. Nếu đồ uống nói gì về chị thì Cà phê latte nói gì về chị ạ? đồ uống có phải nói gì về mình không? thường thì không nhưng mà mình bịa ra thì cũng được. <laughs> Thế mình nhất định là phải bịa à? <laughs> em thử bịa trước nhé. Ừ. Ví dụ như em lúc mà thì mình uh, uống cà phê thì chị mình nói là ôi nghiện cà phê à? Thì, uh, ví dụ như em là em rất là thẳng thắn thừa nhận là em nghiện cà phê. Ừ. Nếu em đã uống cà phê mà đen mà không pha cái gì đấy thì em sẽ nhìn cà phê latte là nhẹ. Tại vì à... latte. Vâng <laughs> <laughs> đây mà gọi là cà phê phải latte <laughs> trong tiếng ý là sữa à. <laughs> thì tức là với người ý thì đây là cốc sữa ừ. à, cho ít cà phê <laughs> thế nhưng mà nếu mà nếu mà cách cái nhìn nhận và phân tích của thùy minh ấy thì nó cũng giống với chị đấy vì chị không phải là người rất là đậm đặc mà chị sẽ thích pha loãng mọi thứ ra để cho nó dễ sống ấm áp và và mình có thể hòa nhập được với mọi người nói thế không biết là chị không có ý là em là người khó hay gì nhưng mà chị nghĩ rằng là uh, chị chỉ đang nói về mình thôi thì chị đúng là mẹ chồng chị ấy toàn mắng là mày không biết uống cà phê uống cà phê là phải uống cà phê đen xong rồi ngậm một lát sô cô la tan gì trong miệng cái kiểu của bà ấy nhưng mà chị thì uh, đúng là chị uống latte thôi là uống sữa là chính nhưng sau này thì mình cũng bắt đầu đổi sang các loại sữa hạt các thứ để cho nó bớt uh, Uh, bị phụ thuộc vào, vào sữa nhiều hơn. chị nhắc đến một cái từ mà đúng là khi mà em được ôn lại trong suốt. em cái... bây giờ phải hát và sip đã. Uh, chị chị uống đi ạ. Ừ. em uống nửa cốc. <cười> 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 chị sẽ uống chị sẽ uh, ngồi lên. Đúng rồi ngồi lên để uh, phá cái bông hoa đẹp đẹp hồi nãy đi. <laughs> xong rồi là phải xúc một thìa này để uống. à okay trước. ừ uhm. hả đấy đấy chị có nhắc đến tự ấm áp <laughs> làm cho em đúng là thấy là nếu có một cái từ gì đấy mà em đặc biệt yêu thích thì là cái từ đấy ở ờ, trong cuộc đời mỗi người em vẫn nhớ hồi xưa tại vì một cái người em vào nghề mà chắc là chị cũng rất là quen thân là chị diễm quỳnh thì chị cũng hay yêu cầu là chọn một cái từ tính từ gì đấy nói về mình à. em nghĩ là ai cũng sinh ra và được cho một cái tính từ gì đấy trong trong cá tính thế trong thông minh thế ừ. à, nhưng em sau này em mới thấy cái sự ấm áp là một cái mà uh, nhất là với như chị không nhận là di sản nhưng mà uh, nhưng mà cái hành trình âm nhà của chị để lại thì em vẫn đã cảm giác một cái sự ấm áp ở trong đấy chị không nhận nhưng mà em thấy uh, em thấy nó để lại đúng cái điều đấy có nghĩa là uh, mình đang nói rằng là mình sẽ phải dùng một cái từ đó nói để nói về bản thân mình hả? Chị sẽ chọn từ gì ạ? Nói về mình hả? Em hơi sợ thế. Uh, người khác nói về mình thì chắc là đúng hơn. Mình tự nói về mình vì chị thấy rằng là Ví dụ trong đời sống với mình đóng nhiều vai lắm nhá. Ừ. Ừ, lúc bé mình là con. Lớn mình là học trò. Xong ở trên sân khấu mình là uh, nghệ sĩ mình đứng, đứng trước công chúng và mỗi một hôm đều rất mới. Ví dụ tối qua chị mới biểu diễn ở Đà Lạt đấy, chị vẫn xúc động như tất cả những lần biểu diễn khác, mà nó rất là cảm động ấy. Mà bây giờ càng mình càng lớn tuổi, mình càng cảm động nhiều hơn ấy. Như kiểu nó bởi vì mình không phải là mình đang hát và khán giả chung chung đang nghe mà mình đang nhìn thấy tất mỗi con người ở đằng sau họ là một cuộc sống, là một niềm vui, một nỗi buồn, một mọi thứ để nó tạo thành những con người đấy mà ở đấy nó có hàng trăm người, có những lúc kể lên cả ngàn người. Khi mà nên mình nghĩ về những cái điều đấy ấy, để mà cái này liên kết với cái kia, cái này liên kết với cái kia ấy thì nó xúc động vô cùng ấy. Tức là cái không gian đấy nó là rất nhiều câu chuyện. Nên là trong cuộc sống của mình ấy mình đóng rất là nhiều vai. Mình đứng ở trên sân khấu mình đã chứng kiến rất là nhiều câu chuyện của người khác. Thông qua cái ánh mắt của họ khi mà khi mà mình cất tiếng hát lên chẳng hạn thì mình mình không biết nó câu chuyện cụ thể là như nào nhưng mình cảm nhận được như cùng một bài hát về một cái chuyện này hay chuyện kia Nhưng mỗi người họ sẽ có một cái phiên bản riêng của họ Trong trái tim của họ Thế nên là khi, nếu mà mình nghĩ tất cả về những cái điều đấy Thì mình xúc động cực kỳ Nó không đơn thuần chỉ là một buổi đi hát Xong rồi cầm cái micro lên ra 15 phút Sau là đi vào không phải thì Nó xúc động hơn nhiều Đấy thì chị nghĩ là ở nhà cũng thế Mình lớn lên thì mình lại làm vợ Xong rồi mình lại làm mẹ Xong rồi mình lại còn bây giờ lại là còn làm thầy nữa Nói chung là mình có rất là nhiều vai trò ấy ở mỗi một nơi mình sẽ có những cái tính cách khác nhau chứ tất nhiên là về cơ bản thì mỗi người nó sẽ vẫn là một cái tính cách thống nhất nhưng mà cái độ đậm nhạt nó phải khác nhau chị nghĩ là mỗi người nó sẽ có rất, uh, xoay quanh rất là nhiều thứ nhiều thứ lắm nên là không ai toàn tốt chẳng ai toàn xấu nó sẽ có rất nhiều thứ thế thì ở cái chỗ này thì mình cho phép mình thể hiện mình hơn nhiều hơn chỗ kia mình lại ít hơn để cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh đấy thì nếu em hỏi chị là cái version nào Tính từ thì nào là đúng không? Tính thì từ nó nào không có. Ờ, chắc thì chị bộ. nghĩ khó, một bộ khó cực. Ở cái tuổi 48 các tính từ đã khác. Cách đây 4 năm khi Covid chưa xảy ra nó lại còn khác nữa. Thế lúc mà con mới lớn nó lại khác. Xong lúc mình còn thiếu nhi mới lớn mới đi hát rồi ai nói cái gì cười lăn ra cơ mà chẳng có gì buồn cười cũng cứ cười lăn ra không dỗ được kiểu như thế. Thì thì mình trưởng thành lên mọi thứ nó khác lắm linh mình. Ừ. Nên bây giờ hỏi chị cái tính từ gì là chị không trả lời được không sao em nghĩ vừa rồi cũng là một câu trả lời rất là hay rồi em chỉ đang nghĩ là uh, cái khả năng mà bước lên và nhìn thấy cuộc đời của từng người có ánh mắt của họ ấy, chị có biết là nó sẽ vào lúc nào thì nó xảy đến hay không ạ tại vì em hơi đoán là chị vào nghề rất là sớm từ lúc đầu uh, mình đã nhìn thấy những cái ánh mắt đấy chưa ừ. hay là đến một cái lúc nào thì mình cảm giác như là cái đấy nó vỡ dạ ừ cái này là chị học từ thần tượng của chị là like Whitney Houston, ừ. là chị xem cô ấy diễn live khi mà cô ấy bước ra sân khấu thì toàn bộ cái sân khấu đấy nó nó thay đổi, nó khác hẳn luôn. Là bởi vì cô có một cái năng lượng mà, mà nó rất là truyền cảm hứng, nó rất là kết nối và chị để ý là lúc nào cô cũng hát cho từng người, cái mắt của cô kết nối với từng khán giả một và đấy là điều chị học lớn nhất từ cô ấy. Thế sau này chị có một người bạn nữa là một à, em biết La Phạm không nhỉ, Ngọc Anh ấy? ngọc anh ngọc anh la phạm mà hay thiết kế áo dài á à, thì la phạm à, ngọc anh mới mang con đến nhà chị chơi em sẽ biết thôi La phạm rất là nổi tiếng Rất chị cười hay mặc à. áo dài của bạn ấy lắm thì mà, và thằng bé tên là cracko và à. lúc mà uh, nó chào chị hay là nói cảm ơn hay xin lỗi gì có thì mẹ nó nhắc nó là cracko nhìn vào mắt thế là nó mắt nó to nhá mà lông mi nó dài nó nhìn vào mắt chị mà chị phi cười nó bảo Thank kêu hay là cái gì đấy tóm lại là và chị không bao giờ quên được cái điều đấy tự nhiên ừ. tự nhiên tự nhiên nó 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 nhập tâm luôn Thì chị nghĩ rằng là cái việc nhìn vào mắt là một cái điều rất 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 là cần thiết và rất là quan trọng nên là sau này khi chị đi hát ấy, chị hay xuống khán giả lắm mình mình bước xuống khán giả không phải là để mình muốn làm thân với người ta hay là muốn cho không khí nó thay đổi mà mình muốn được chạm tay vào tay người ta tay của mỗi người rất khác mình muốn được nhìn vào mắt người ta để nó kết nối và tự nhiên cái cái lúc đấy chị không là một người ca sĩ hát nữa Mà chị đang giống một người kể chuyện Chị muốn kể một câu chuyện Hoặc là chị muốn lắng nghe phản hồi người ta à, Để mình biết rằng là cái câu chuyện của mình nó tẻ nhạt hay là nó cũng hấp dẫn hay là nó như thế nào Và chị thấy rằng đấy là một cái sự kết nối rất là cần thiết ý. Bởi vì mỗi một lần khi mình bước xuống khán giả mình cầm tay tay của người lớn tuổi thì sẽ hơi thô ráp, tay của đứa trẻ con nó ấm và nó mềm, tay của người đàn ông thì nó cứng nhưng mà nó nó lại hơi cứ ngượng ngượng này, với các bạn gái đi cùng chẳng hạn vì cầm tay ca sĩ mà thế thì tức là chị cảm nhận tất cả những cái những cái động chạm theo cái kiểu mà nó có cái cảm xúc ở đằng sau ấy và tự dưng ấy mỗi cái buổi biểu diễn nó rất là hay, nó rất là đặc biệt và chị chắc chắn là những cái người người ta mang cái cái tinh thần của cái buổi biểu diễn đấy người ta về người ta cũng sẽ cảm nhận được cái điều đặc biệt đấy bởi vì nó nó làm một cái điều gì đấy nó không hàng ngày thật ra chị thấy um, người Việt Nam mình ít khi ôm nhau lắm nhá. mà chị thích ôm lắm từ bé cơ chị thích được người khác ôm mà chị cũng thích ôm người khác hay là chị hay ôm Mỹ Anh lắm chị hay ôm Anna hay ôm duy xong rồi hôm có một người bạn chị hỏi là có cần phải ôm nhau thế không thế là chị cũng hơi sững lại bởi vì có thể là người ta đang nghĩ là mình làm màu ấy, tại vì nhưng mà nhưng mà không phải thế, mình là thói quen, hàng ngày ở nhà mình vẫn ôm nhau như thế, thế xong rồi đến lúc đi ra ngoài thì chị nghĩ là có thể lúc đấy nó hơi nhút nhát này, hoặc là mẹ mà thì chị sẽ đọc là, à có thể nó đang hơi thế, thì chị muốn ôm nó một cái, để cho nó nó cảm nhận là uh, ý là có mẹ ở đây, có mẹ ở đây, thế nhưng người khác không hiểu, ấy. người ta nghĩ là mình có khi là hơi diễn. Thế chị chị cũng định giải thích ý Sao cũng chả giải thích ừ. Thôi cái này không giải thích được Ai muốn hiểu nào kệ Còn việc tôi tôi vẫn ôm <laughs> Em đọc à. một cái nghiên cứu là Khi mình ôm ai đấy mà Từ 6 giây trở đi ấy, Thì não mình nó bắt đầu nó tiết ra oxytocin cái à. hormone mà hạnh phúc ấy nên là nên là ôm nhanh cũng không được nhé, ôm mà xã giao quá cũng không được mà ôm phải hơi 6 giây thế mình muốn tham tham mình 15 lăm nữa chưa cả <laughs> từ 6 giây trở đi không từ lúc đến lúc đấy nhá là em nói cho con em em bảo là phải đếm 6 giây nhá nên trình nói chúng nó cũng công thức chúng nó một hai ba bốn năm sáu xong rồi mẹ <laughs> nhưng mà em cũng thích ôm 6 giây trở đi ôm lâu để nếu mà xong mình sẽ thấy nó hơi nó nổ nổ nổ, nổ tách tách cái gì đấy ở trong não mình ra nó ấm với cả người em cũng, ở đấy thế em là mình kiểu mình không định mà lại làm đúng ấy đấy. tại vì thực ra là um nó chỉ là một cái hành động mà vì mình thích được như thế ừ. nên là mình sẽ ờ ừ, hồi bé chị thích được ôm lắm, tại vì thực ra chắc là minh với chị được. sẽ hơi hơi cùng thời với nhau một tí, bố à, mẹ, mẹ mình, mình quá vất vả, Không làm gì có thời gian mà ôm mới ấp, lo cho đủ ăn đã là đã là là, là tốt lắm rồi, nên là mình nhiều khi có thể là hoặc là mình cũng có cái tâm hồn nghệ sĩ từ bé ừ. nên mình đã đã muốn những thứ mà nó hơi hơi gọi là cao cấp so với cả cái thời uh, thời đấy, thời đấy chỉ ăn mặc đã là ghê lắm rồi. Còn ôm ấp gì? <laughs> Mắng rất rất gầy chứ. <laughs> Nhưng ngồi để bố mẹ có ôm chị không ạ? Nhà chị cả nhà chị ở trong một cái nhà 16 thước. Tất cả ngủ chung trên một cái giường, có một cái gác xép. Chị nhớ là mẹ chị đi làm về lúc nào cũng đã mệt lắm rồi. Mẹ chị còn không gọi được cửa ấy, về đến nhà là hú là mở. Cứ mệt quá Đi bộ đã làm 8 tiếng nhá Có hôm tăng ca nhá Xong rồi đi bộ được về đến nhà là có những hôm trời nắng Có những hôm trời rét Mà cứ đi bộ em Đi bộ ngay từ dốc thọ lão về chỗ nhà chị là chỗ chợ rời ấy. Chỗ chỗ phố Huế Gần gần phố Huế à. có cái ngõ ấy. Bây giờ mình đi bộ thì là đi bộ để cho khỏe Nhưng với một cái người đã làm 8 đến 10 tiếng Mà đi bộ thêm tiếng nữa Lết về đến nhà mệt lắm ấy nên là chị nhớ là xong rồi về nhà ấy Chị nhớ là mẹ chị còn thổi cơm, còn giặt rũ Mà ngày xưa làm gì có nước tiếc nhiều đâu Giặt là ra ngoài cái 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 sân chung của tập thể Xong rồi giặt chăn, giặt mản Mà sao nó nặng vắt, viết vất vả lắm Mà cũng, đấy, cái thời đấy nó thế Em cũng công nhận là bây giờ khi làm mẹ thì uh, Mình sẽ thử được làm những thứ rất khác Với những thứ mình hưởng Em cũng hơi ngạc nhiên bởi vì cái đợt Tết này về nhà uh, Lần đầu tiên em được nghe mẹ em nói Nhưng mà em nói trước em viết một bức thư mẹ em phát hiện ra là em viết thư bao nhiêu cho người yêu rồi đủ các thứ viết trên báo chí chưa bao giờ viết thư cho mẹ ôi à, ừ, hay thế viết một bức thư và nói là con yêu mẹ lắm thế là mẹ em viết lại một bức thư xong rồi lúc đấy em đi rồi mẹ em chụp một cái ảnh mờ ơi là mờ trên zalo để gửi và em cũng lần đầu tiên đọc được cái dòng chữ là mẹ cũng yêu con lắm và câu chuyện ý như là chị kể là bố mẹ đã vất vả quá bố mẹ không có thời gian trước đây đấy, em thấy À, cũng là những thứ rất là ấm áp nên em thấy cái chữ ấm áp bây giờ là thứ em hay ghi nhớ ở trong lòng tuy nhiên em tò mò là cái lúc mà chị cảm nhận được từ khán giả có cái khoảnh khắc nào nó là quá nhiều cho chị không? Tại vì nếu em em hình dung trong cả một cái quãng đường đi hát của chị Biết bao nhiêu show diễn Nếu lúc nào cũng Uh, dành một cái khoảng không trong tâm trí để đón nhận người khác có lúc nào nó bị nhiều quá hay không chị không biết có lúc nào nhiều quá hay không, không nhớ ừ. chỉ biết là cái nghề của tụi chị cái thời chị ấy, thì là hát live rất là nhiều và live hầu như hàng tối á mình cũng cái lúc đấy thì nó không nó không đủ thời gian để mà ngồi suy nghĩ là nhiều hay là ít hay là nên hay là không nên mà nó mình cũng bị cuốn vào cái công việc ấy vì lúc đấy là cũng có gia đình, có con cái Có nhiều trách nhiệm lắm Nên mình không có thời gian để nghĩ là thế nào là nhiều hay thế nào là ít Nhưng chị chỉ nhớ là cũng có những lúc chị nản ấy cũng Có những tối kiểu mình phải Kiểu phải cố gắng lắm mới mê, mê trang điểm, mới dán lông mi Cái thứ ngày xưa không có nghệ sĩ make up như bây giờ đâu Tự hết Xong rồi là lết ra khỏi nhà Vì có những lúc mình cũng mệt Mình cũng cảm thấy rằng là hôm nay sao lại vẫn phải làm tiếp với nhở? hôm nay phải là ngày nghỉ hay là cái gì đấy? nhưng mà chỉ cần đến sân khấu nhạc nổi lên <laughs> thì là hết, thì là lập tức mình sẽ chị cứ tưởng là chỉ có lúc đầu đồng... chị không biết chị tưởng mình mình thế thôi nhưng mà chị xem một cái phim tài liệu về cô Katy Perry á <laughs> tức là cô ấy phải đi tour thế giới và có lúc cô ấy bị uh, depression bị trầm cảm ấy cô nằm ở đấy mà ở ngoài khán giả hô hào âm mỹ Katy Katy rồi cái hồi đó là cô đang nổi nhất ấy Cô nằm ở trong như một cái rẻ Nhất định không ra sân khấu Tức là Tức là cái cơ thể cũng như là trí não Hay là cái sự hứng thú Nó đã hoàn toàn kiệt quệ Và đầu hàng Và lúc đó chị nhớ là xem cái phim đó chị cảm động vô cùng ấy Bởi vì chị thương quá Mặt trái Ai biết đâu Làm sao khán giả ở trong đó người ta chiếu cảnh ở ngoài Mọi người Em biết sân khấu, sân vận động ở bên kia thì nó là thế nào rồi Thế mà cô ấy có một cái người bạn thân Trong cái phim đó là người người này là người gay Không ai nói được cô, bố mẹ nói Rồi chồng nhá, có chồng mà Nói không Chỉ có cái người bạn đấy vào tầm cầm tay mà thôi ra đi Cố gắng gì rồi Thế là bắt đầu ngồi Nước chị nhớ là mặt cô ấy như này Rồi mọi người muốn bôi gì bôi kệ Đẩy ra một phát Thành một người khác luôn Lập tức rực rỡ ngay wow! Cái Tự thì chị mới bảo là như là bật nút đi em ạ như kiểu em nhấn một cái nút xong rồi tất cả cái căn phòng nó sáng lên ấy. thì đấy là cái phẩm chất của cái người nghệ sĩ thì nó nó là như thế nhưng mà đằng sau của người ta nhiều khi có thể hôm đấy cô đang buồn có thể cô ấy đang trầm cảm có thể cô đang đổ vỡ vì một chuyện gì đó mà tất cả mọi thứ nó nó làm cho cô ấy kiệt quệ nhưng mà sân khấu the show must go on mà cô phải ra chị nhớ là mọi người đẩy cô ra một cái và cô ra một cái thì chị không biết là đạo diễn có có chút gì giàn dựng hay không nhưng chị nghĩ không đâu Nó là như thế bởi vì chị cũng đã từng trải qua rồi Nhưng có điều là chị không có cái người bạn ở bên cạnh như thế Chị cũng chẳng có ai gọi là động viên đâu kiểu thế Mà ngày xưa thì mình cũng cứ một mình ấy Thế là chị cứ tự kiểu ngồi <laughs> trách nhiệm Cố xong rồi lết ra bắt đầu gọi xe rồi đi đến nơi Xong rồi vào ngồi chờ thì ra như thế này nhưng mà khi mà nhạc nổi lên đẩy mình ra một cái chỉ cần hát một bài thôi nó lại ừ. nó lại vào ngay ừ. À, em tự dưng nghĩ đến cái từ hướng nội hướng ngoại, ấy. tại vì hướng nội là cái người mà khi gặp đông quá thì cảm giác như rút mất năng lượng, nhưng cái người mà hướng ngoại hoặc là một phần hướng ngoại ấy, khi gặp một cái năng lượng mà lớn hơn họ thì họ lại được truyền cho. Thế không biết là cái khoảnh khắc mà khi mình nhìn thấy à, rất là nhiều cái năng lượng xung quanh mình có thể mình lại được truyền lửa, thì có thể cái khoảnh khắc xảy ra với một cái người nghệ sĩ, em nghĩ là người nghệ sĩ khi mà sống trong cuộc sống có thể hướng nội nhưng mà lúc ở trên sân khấu thì là, ờ, thì phải, được là kế, phải được thiết thì, kế phải được thiết kế để đúng nhận là như dạ. thế. nhưng mà nó cũng nó cũng không ngay đâu dạ. mình cũng phải gọi là trưởng thành dần. luyện lúc đầu mình bước ra mình sợ lắm chứ Hát hỏng luôn <laughs> lần đầu tiên chị ra là quét luôn bởi vì là chị đang hát mà thấy chị thanh lam bước vào chị hát dài luôn bởi vì mình không đủ tự tin và ừ. mình đang mình đang sợ đủ ừ. thứ thì dần dần mình sẽ vững lên mình sẽ trưởng thành nên nên chị nghĩ rằng là bây giờ thì mọi người cũng sẽ xếp là à đây là người hướng nội hay là người hướng ngoại nhưng mình hoàn toàn có thể tập được mình có những người hướng nội nhưng mà làm ceo vẫn rất ok ừ. khi cần người ta cũng dẫn vẫn làm được tất cả đều phải tập luyện cả chứ còn nếu mà mình cứ bảo là không tôi là người hướng nội tôi không làm được hay là tôi là người hướng ngoại tôi cũng chả thể làm được cái này ừ. hay cái thì phải chăng là mình cũng đang tự hạn chế mình lại á thì chị không biết rằng là hay là chị nói thế có hồ đồ khóa không vì mình đâu phải người ta mà mình biết được người ta như thế nào nhưng cái suy nghĩ đấy của chị nó lý giải rất nhiều cho sự cởi mở của chị về mặt tư duy. Đúng rồi, chị chị rất là chịu khó học. Nếu mà chị không làm được thì chị cũng sẽ cố thử để, để không... Thực ra là chị đang sợ người khác thất vọng thì ừ. đúng hơn. Nhưng người khác đây là ai ạ? À? Ví dụ chẳng hạn như là, ví dụ chị phải vào đội nhóm chẳng hạn nhé. <laughs> thì chị sẽ không muốn đội của chị thất vọng. Hoặc là hồi bé thì mình cũng có một cái mục tiêu là mình muốn kiếm được thu nhập lo cho gia đình hoặc là lớn hơn một chút nữa thì mình muốn con mình tự hào kiểu như thế ừ. có nhiều ừ. thứ nói chung là có lẽ là chị vẫn đang hơi bị phụ thuộc vào những cái yếu tố bên ngoài ấy, để xác nhận mình có lẽ là chị chưa đủ vững còn có những người thì người ta vững đến mức mà người ta chẳng cần ai xác nhận người ta vẫn ok ấy. còn chị thì vẫn thích là làm gì thì anh quân sẽ nhìn nhận này hay là duy mỹ anh anna sẽ nhìn nhận này hoặc là mẹ chị này hoặc là những người thân kiểu kiểu thế <laughs> thật mà ừ làm cho em thấy cái đoạn này hay quá em quên mất câu hỏi của em là cái gì của đoạn vì sao chứ? hay không, 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 em thấy là uh, hồi xưa có chị em nhớ là lần đầu tiên có một người nói với chị với em là chị hà trần chị hà trần và chị mỹ linh có đặc điểm là bao nhiêu năm vẫn cứ hồn nhiên thì cái vừa rồi của chị <laughs> cái ánh mắt của chị lúc nói đấy kiểu nó có một cái sự kiểu không tại vì thực ra là cái điều đấy rất là cần thiết với chị ví dụ chẳng hạn như là mình làm một cái việc gì đấy có thể tất cả mọi người ghi nhận nhưng mà có một người chưa ghi ừ. nhận thì đối với mình là một phần cực kỳ không đầy đủ ấy. Và mình rất là tha thiết với cái 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 sự ghi nhận đấy. Cái này không phải là là hồn nhiên hay không hồn nhiên mà chị nghĩ rằng là có lẽ là chị um, vẫn vẫn bị rất là bị gọi là bị uh, dependent ấy. Ừ. về vấn đề tâm lý. Ấy. Ừ. bị phụ thuộc, bị phụ thuộc. Thế thì em muốn dẫn đến một cái sự kiện mà thực ra cũng do em đọc lại hóa ra em chưa hề biết cái sự kiện này là cái bản thu demo của tóc ngắn từ những năm đầu tiên bị rất là nhiều nếu có đúng không ạ? bị rất nhiều hãng thu âm từ chối. Sau đó là chị với anh Quân phải tự sản xuất. Không, cái, cái đó thì không đúng. Không, không đúng ạ. À? Thông tin đấy không đúng. Chỉ có là cái đĩa tóc ngắn khi mà ra mắt ấy, cái này thì bọn chị tự sản xuất thì phải đến một năm sau người ta mới nghe. Mới quá. Ờ ừ, không biết nhưng mà người ta chưa chưa quen tai chưa nghe đấy, chưa chấp nhận thì um, nếu mình đang nói về chuyện là nếu như chị rất là quan trọng một ai đấy chấp nhận mình thì em không biết là trong một năm đấy hoặc là trong cái sự nghiệp của chị chắc chắn sẽ gặp nhiều lần bị từ chối hoặc là cái có thể những cái từ chối nó là việc là đấy khán giả chưa nghe trong vòng một năm ừ. chưa hiểu được cái gì tôi làm những cái lúc đấy thường diễn ra trong tâm trí chị như thế nào và chị sẽ chị có chiến đấu với cái sự cái sự bị từ chối đấy như thế nào? Ừ, thực ra cái năm đấy là năm có quá nhiều sự kiện của lúc đấy chị. À, 98 là mình vừa kết hôn hồi đầu năm thì bắt đầu cuối năm là đẻ con. Sau đó là mình ở nhà để nuôi con. Thì đồng thời là cái đĩa ra mắt. Sau đó là mình cũng có đi tour xuyên Việt và nhận được những cái phản hồi hết sức là không 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 ủng hộ từ um, báo chí ở ừ. trong trong nam là nhiều lắm hồi đó thì kiểu khi cũng hơi cục bộ ấy à, nói thế này thì không biết có động chạm gì không nhưng mà đúng là hồi đó cũng có hai 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 cái 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 dòng nghe thứ nhất là ở trong nam là đang có một nhóm các anh nhạc sĩ rất là ừ. nổi tiếng ừ. gọi là hội nhóm những nh, cái gì những nh, 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 hội các anh gọi là hội gì nhỉ chị quên mất cái tên rồi, Đó gồm có anh Sơn này, anh Từ Huy này, anh uh, ừ. Nguyễn Văn Hiên này, và các anh ấy rất là dễ thương nhưng mà nó là một thể loại anh uh, anh uh, cái gì? anh Nguyễn Hữu Thiện ấy cô bé dễ hơn, ừ. chị đã tiếp xúc hết với các anh rồi các anh cực kỳ là dễ thương nhưng mà nói chung là ở trong nam là có một lớp nhạc sĩ khác và một, một 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 loạt các ca sĩ khác cũng cũng vô cùng là nổi tiếng luôn ấy gây ảnh hưởng và bọn chị là những đám ừ. trẻ mới nhoi lên <laughs> ở phía bắc, <laughs> gồm có chị này, à, chị Thu Phương này, à, anh Bằng Kiều còn chưa đâu, tại vì sau đó thì khi mà mình đã bắt đầu được được khán giả miền Nam đón nhận rồi á thì thì, thì 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 bắt đầu mê, 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 mê. sau đó là rất là nhiều người vào và được ghi nhận, thì chị nghĩ rằng là cái 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 đợt đấy là bọn chị cũng hơi quá mạnh dạn ấy là đi tour dám đi tour xuyên Việt Một lần đầu tiên một ca sĩ dám Gần như là đầu tiên trước đấy có chị Thanh Lam cũng đã làm rồi Nhưng mà chị cũng cùng với ban nhạc anh em đi tour Diễn những bài hát của mình Và lần đầu tiên bán vé nhiều lắm Khán giả đón nhận rất là nồng nhiệt Những tiếng vỗ tay cháy cả khán phòng Nhưng báo họ không chấp nhận Họ cũng viết là đấy là sự thất bại của tour Từ hôm trước vừa diễn khán giả nồng nhiệt say mê cái thứ Hôm sau tất cả mọi người ngồi ở sân bay ấy, cầm cái tờ báo ấy buồn kinh khủng tất cả không ai nói với ai một tiếng nào và mọi người không muốn làm chị tổn thương ấy à, vì chị cũng đang nuôi con nhỏ nhá xong kiểu nói chung là kiểu rất là mọi người kiểu sẽ cảm thấy đổ vỡ kinh khủng bởi vì là ôi hôm qua vừa thế mà hôm nay lại khác hẳn ấy thì à, sau đó là một năm bọn chị ở nhà nuôi con rồi là chị cũng có những cái bị kiểu những kiểu sau sinh mình cũng hơi kiểu hoặc là lúc có bầu ấy mình cũng hơi biểu bây giờ mình mới biết là đấy là do cái hormone nó thay đổi nhưng mà lúc đấy mình không biết xong mình cũng có những cái ứng xử nó không phù hợp ấy mình không không mình 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 sai ấy. thì cũng lại bị báo chí cũng dập thêm những cái đấy nữa thế là chị ở nhà một cái năm đấy nuôi con và không đi hát ở đâu nhiều cảm thấy mình nhỏ bé cảm thấy mình không biết là cuộc sống mình sẽ tiếp thế nào đây mọi thứ mới quá xong rồi à, về làm dâu làm mẹ của một đứa bé 3 tuổi tất cả mọi thứ nó làm cho cuộc sống của mình kiểu nó upside down nó, nó mình đang kiểu vô tư này kia thế xong rồi chị bây giờ chị ngồi mình nhìn nhận lại thì mình nhìn thấy tất cả những cái biến cố đấy nó rất là quan trọng mà nó rất là nó rất là hay bởi vì nó đã thực sự nó đã làm cho chị mình đã trở thành cái người ngày hôm nay là vì mình đã gặp tất cả những cái việc đấy chứ còn nói đến nó mà dễ quá ra xong được mọi người tung hô, mọi người, mọi người bảo hay thế rồi thế này thế kia thì có khi mình lại đã bị bị ngủ quên hoặc là mình đã cảm thấy bị bị bị, bị uh, tự tin quá nhưng mà đấy là một cái cú đầu tiên trong đời và chị mới nhận ra rằng là à, những cái thứ thực tế nó như thế nhưng có thể ở đấy chỉ có một ngàn khán giả người ta nhìn thấy thôi nhưng mà ở những chỗ khác người ta không ghi nhận vẫn là không ghi nhận. mấy ngày xưa nó không có mạng xã hội như bây giờ ừ. để mà mình có thể ngồi mình viết. Lại để họ mới biết rằng hiểu rằng là à cô ấy nghĩ thế nào cô ấy là ai thực sự như thế nào mình mình truyền thông rất là một chiều nên là báo chí có quyền lực rất ghê gớm bây giờ vẫn ghê nhưng hồi đó thì phải ghê hơn nhiều lần vì nếu họ muốn không thân thiện với ai mà họ uh, họ 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 bắt tay nhau lại để mà họ có thể um, họ có thể làm cho mình uh, không thể vực dậy được ừ. nếu mà mình không đủ um, cái cái cái, cái uh, năng lượng hoặc là cái cái nghị lực ấy, thì cũng có thể gục ngã ấy. Đấy, nhưng mà nhưng mà cũng chưa bằng mạng xã hội bây giờ mà mạng xã hội bây giờ thì kinh hơn nhưng hồi đấy chỉ là 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 báo thôi cũng đã là rất là ghê rồi nhưng mà truyền thông hồi đó nó rất là một chiều chỉ có người ta viết về mình thôi và khán giả chị đọc thôi và mình cũng không có cái điều kiện để mà nói lại đấy vì vì cái viết thì cũng là biên tập lại thành ra thành ra là hoàn toàn cái hình ảnh về em hay về bất cứ một nghệ sĩ nào về anh a anh b chị c là qua một ống một lăng kính và đôi mắt nhìn của một người khác thế nên là chị thấy rằng là à, đấy là những cái năm rất là là nhiều kỷ niệm với chị ừ. nhiều sự kiện em cũng làm báo cái thời gian đấy trước khi có mạng xã hội ừ. nên em cũng đứng về phía bên này và nhìn được cái câu chuyện đấy em cũng đã viết những bài báo mà sau đấy uh, cái người ca sĩ họ cũng gọi điện họ cũng nói chuyện và em cũng trưởng thành từ những cái những cái cuộc nói chuyện đó cuộc đối thoại đó họ nói là em có ở dưới gầm giường của chị không mà em biết chuyện nhà chị ví dụ thế à. có những người họ sẽ phản họ, ứng mạnh họ sẽ phản ứng rất mạnh và cũng phải mất mấy năm em có có những cái chuyện nó cũng buồn cười những mấy năm gặp lại họ và và lúc đấy cái cơn tức giận họ mới qua nó cũng có những cái lúc nó là cảm xúc thôi nhưng mà như chị nói đúng là nó không có cái chỗ nó không có những cái nhiều chiều để người ta thể hiện người ta sẽ bị ấm ức bởi vì họ không có cái công cụ để thể hiện trong khi mình thì là có một cái công cụ ừ. mấy năm sau gặp lại ôm nhau ừ. hoặc có những cái câu mình viết nhưng mà người ta với mình thì nó là câu chữ ừ. có thể là khi là cái người nhận được cái câu chữ đấy thì nó nặng hơn rất là nhiều Ừ. Thì em thấy cũng hay là đôi khi trong sự nghiệp dài như này Xong nếu mà mình zoom vào mình sẽ thấy nhỏ là những cái Những cái cứ lên lên xuống xuống liên tục chứ không bao giờ nó trơn tru Thế bây giờ hỏi Thúy mình câu được không? Dạ à. Thế nếu mà bây giờ cho em tua lại thì em có viết không? Nếu mà cho em làm lại thì em em liệu em có làm khác đi không? Em thấy cái điều hay nhất hồi đấy của báo chí khi mà đem đi in ấy Là thực ra là mọi người nhìn thì thấy nó là một cái một cái sản phẩm thôi nhưng mà với bọn em thì nó là rất nhiều lần chỉnh sửa ừ. ờ, nên em vẫn chọn là vẫn làm bởi vì thực ra Đó. nó là nó thì là đấy ừ. đấy chị hỏi cái câu đấy để làm gì để chị kể một câu chuyện là vừa rồi chị có gặp lại một cái bạn này bạn là nhà báo và bạn cũng cũng là người rất là viết sắc sảo đấy và cũng có đôi lần bạn cũng viết những cái điều về mình này kia đấy xong hôm là, về sau thế nào hai đứa lại học cùng một lớp ở trong nhạc viện nhé ừ. xong chị hỏi nói là hồi đấy cậu viết về tớ mà cậu cho tớ một cái tát thẳng Đơ vào mặt tớ và tớ về việc tớ suy nghĩ lại và tớ biết tự sửa được tới bao bao nhiêu ấy xong rồi cậu bảo cậu bảo là ơ tớ viết gì <laughs> bạn ấy không nhớ em ạ thì sau khi mà chị có cái cuộc nói chuyện với bạn ấy xong thì chị bỏ qua hết từ xưa đến giờ có những chuyện buồn chuyện vui gì bởi vì thực ra đấy là công việc của người ta và lúc đấy người ta viết người ta cũng không có một cái gì gọi là ác ừ. ý gì với với cá nhân mình cả mà đấy là job của người ta ừ thế thì bây giờ chị mới hỏi lại em là nếu bây giờ em làm lại em có làm không thì em vẫn làm mà ừ. thế nên là mặc kệ đi ừ. nên mình mình cứ làm tốt việc của mình mình làm việc tốt việc của mình chị làm tốt việc của chị rồi chắc chắn sẽ có một sẽ ngày có mình được ghi nhận ừ. Ừ, và mình sẽ gặp nhau lại ừ. thôi ừ. <laughs> em muốn so sánh một chút thế hệ của chị và thế hệ của mỹ anh hồi đó em nghĩ là rất là vất vả nhưng mà lại còn không có công cụ để thể hiện ra Uh, nhưng mà cuối cùng thì cũng đều phải vượt qua những cái mà nó điểm nó hơi khó của công việc và sự nghiệp nếu chị nhìn thế hệ trẻ bây giờ của con chị thì chị sẽ nhìn thấy thế hệ mọi người hay nói là thế hệ cũ mạnh mẽ hơn nói chung là cái độ kiểu dai bền sức nó có nhiều hơn chị có một bao giờ có cái suy nghĩ so sánh khi mà quan sát con mình cũng trong cái sự nghiệp giống mình và có thể em ấy cũng phải trải qua những cái vất vả giống như chị hồi đấy chị thấy rằng là tất nhiên là mọi cái sự so sánh ấy, thì nó sẽ sẽ rất là khó bởi vì cái bối cảnh khác nhau. Và cái xuất phát điểm tức là cái, cái 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 đầu vào ấy nó khác nhau thì làm sao đầu ra mà mình có thể so sánh được? Khó lắm. Bởi vì ở cái thời của tụi mình là mình rất là vất vả. Và mình không mình không có một cái cửa nào ngoài đi về phía trước. Mình phải đi về phía trước thôi. Nhưng các em ấy bây giờ có thể lùi lại nên là chị mới nói là ngày xưa tụi mình vượt khổ nhưng bây giờ tụi nó vượt sướng. Bởi vì là bây giờ là nó mong manh hơn. Và với một cái việc mà mạng xã hội bây giờ là thẳng tưng tất cả mọi thứ trải dài ra như thế này và chúng nó bị phán xét rất là kinh khủng. Ngày xưa nói là mình bị truyền thông một chiều, mình không có tiếng nói lại nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì vì một cách nào đó nó cũng không thể nào mà so sánh được với cái cái độ 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 đáng sợ như cái à, truyền thông của bây giờ. Em nghĩ báo chí hồi đấy còn ít nhất được lọc. Không đúng rồi, cái, có biên tập. Cái ý kiến mình nhận được ấy, không có bộ lọc. Chính xác. Thế nên là chị mới thấy rằng là, nên là nói rằng là bây giờ các em mong manh hơn rồi. Ngày xưa mọi người giỏi giang hơn. Chị nghĩ từ những cái suy nghĩ như thế không đúng và làm cho các em ấy tổn thương kinh khủng. Thời nào nó có cái khó của thời đấy, khó lắm. Bây giờ nhá, chị mới nghĩ có những lúc chị ngồi chị nghĩ là bây giờ mà mình mà bắt đầu từ zero từ con số không như bọn trẻ con mình không làm được đâu mình không làm nổi chúng nó quá giỏi và bây giờ nhớ là trắng đen rõ ràng đấy bạn nào giỏi là giỏi đấy bởi vì là nó có hàng triệu con mắt và nó theo dõi em triệu đôi tai thính lắng nghe em và mỗi một người mỗi một nhóm người họ lại có những cái gu khác nhau và nó chia nhỏ ra thì mỗi một nghệ sĩ hay là mỗi một nhà văn hay mỗi một họa sĩ vân vân hay là bất cứ một cái ngành nghề này, kể cả sản phẩm các sản phẩm đi chăng nữa thì họ cũng sẽ đều tìm thấy tệp khách hàng của họ nên là chị nghĩ rằng là đúng là bây giờ các em mới là căng thẳng hơn mong manh hơn nhiều nhưng đời sẽ dạy chúng nó và chúng nó sẽ lớn trong cái con đường trưởng thành của các bé các cháu bây giờ nó sẽ phải là như thế và nó sẽ hòa nhập được chứ không phải bố mẹ chúng nó giỏi hơn chúng nó đâu chúng nó sẽ làm được chỉ có điều mình phải tin chúng nó thôi và cho chúng nó một cái từ cái niềm tin đấy mình cho chúng nó một cái lựa chọn và để cho nó tự đi nó sẽ làm được nó có lúc nó ngã chứ có lúc nó tổn thương chứ. mình nhìn mình đau chứ ví dụ chị nhìn thấy các cháu ở bây giờ nó đang chỉ xem mỗi chương trình tức là mình hơi mình hơi dở hơi <laughs> kiểu ví dụ chị, chị nhìn thấy một một bạn nữa đang kiểu hot nhất của bây giờ ấy xong rồi tự nhiên chị mới xem một bộ phim là you so famous một cái bộ phim ở trên netflix tức là một người trước kia đã từng đứng trước hàng triệu khán giả uh, thần tượng của hàng triệu người một cái bộ phim ở biểu của châu âu á và anh đấy đã từ bỏ những cái, cái 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 lúc nào bố ôm hay mẹ ôm hay là tức là anh đã phải lựa chọn Để mà anh ấy phục vụ cho khán giả của anh Và bây giờ Khi mà anh ấy bắt đầu 40 Vào cái ngưỡng 40 rồi Luôn luôn phải cần các nghệ, nghệ sĩ trẻ Bây giờ anh ra đường anh đánh nhạc Anh ấy đánh nhạc chỉ cần vài người đến nghe thôi cũng Đối với anh cũng là hạnh phúc rồi Đó Thì chị mới thấy rằng là thế Thì tự nhiên chị nhìn thấy một bạn bây giờ đang ở cái tuổi 20 Và chị mới nghĩ đến là 20 năm sau bạn ở đâu Tự nhiên mình thương nó ghê gớm Mình biết là Chính cái thằng bé này nó cũng sẽ phải vượt qua tất cả những cái chuyện đấy Nó cũng sẽ ăn nhiều và nó cũng sẽ béo ra Nó cũng sẽ bắt đầu mắt, nó cũng sẽ mờ đi Rồi bắt đầu nó, nếu mà nó đủ trưởng thành để vượt qua việc đấy Thì nó sẽ lên được một cái ngưỡng lớn hơn Và và và, và, và tốt đẹp hơn Còn nếu không là nó sẽ gục ngã đấy. Chắc chắn là nó ngã đấy. Uhm. YouTube famous là kinh lắm <laughs> Nó nói là dã man đấy, không phải không đâu Thì tự nhiên chuyện gì thì thương lắm Thế xong rồi biết chị cũng nghĩ mà mình dở hơi ấy nhở Thế sao mình cứ nhìn những cái thứ trước ấy Nhưng mà tự dưng mình cứ hay nghĩ thế Bởi vì mình đã trải qua tất cả những cái việc đấy rồi Em nghĩ là đặc thù của chị một người làm nghề lâu nữa Và <laughs> bây giờ lại va chạm với Rõ ràng là mỗi người có một thời Nhưng mà em thấy đặc quyền của một số người Là đi qua được một số thời <laughs> Và kiểu như là như kiểu hơi du hành thời gian Em nghĩ chị là đang À, ở cái thời điểm mà chị chị đã ở chị đã ở cái thời của chị và cực kỳ tiên phong ở thời đấy rồi à, các bạn trẻ có thể không có thể chỉ biết đến <laughs> nhiều khi biết đến giáo chủ do mim <laughs> nhưng cái thời của Thủy minh chẳng hạn cái thời mà như kiểu là nó bây giờ thậm chí em giải thích một số các khái niệm các bạn không hiểu mọi người đã quá quen với việc là một cái bài hát nó hot là bởi vì là số view trên tiktok mọi người không biết cái thời mà phải xếp hàng để mua đĩa và sở hữu những cái album mà nó bán chạy nhất thời đại thì nó là như thế nào tại vì hồi đấy mọi thứ là vật lý bây giờ có khi là in lại một cái đĩa để là cho vui làm kỷ niệm nhưng thời đấy thì đấy chính là cái phương tiện chính để nghe nhạc rồi các cái playlist ở trên những cái nền tảng nó thay đổi các hết các cái thói quen còn chị thì bây giờ chị 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 đã đi qua như chị nói chị cũng đã đi qua hết một cái thời đấy khi mà gọi là sống ở cái thời này mà rõ ràng là chị đang em không biết là tâm trạng của chị là như nào chị có hơi chán ngấy quá rồi vì cứ mở mạng xã hội ra là thấy meme của mình hay là thấy <laughs> um... nhưng rõ ràng là chị đang hưởng những thứ mà các bạn trẻ sẽ thấy rất là quen thuộc ừ. và chị cũng đã hưởng những thứ đặc quyền của thời của chị mà các bạn trẻ muốn cũng không hưởng được à. khi mà phải khi mà được đi qua các thời đấy như thế này em cũng biết một số những ngôi sao ở thời trước có muốn viral mạng xã hội cũng không được vì là cái này là cái rất là tự nhiên người ta phải yêu thích hay là người ta phải nó phải gặp một rất là nhiều các cái điểm thì nó mới xảy đến chẳng hạn thì chị chị đang cảm thấy thế nào nếu mà version em cảm thấy version tất cả những trải nghiệm của chị là nó đến từ rất nhiều những cái thời trước đó nữa đặt vào thời này thứ nhất là chị phải xin cãi lại cái từ đặc quyền bởi vì cái từ đó là không có đúng không đúng Đạt quyền là là như thể là mình mình tự cho mình một cái quyền này hay quyền kia nhưng không phải mình không làm được đấy như em nói là muốn cũng không được mà cái này nó chỉ là may mắn đấy đúng không may mắn tất nhiên là tất nhiên là những cái thứ tính cách hay là những cái điểm này điểm kia của mình mình phải có sẵn nhưng mà vào cái thời điểm đấy nó phù hợp với cái thị hiếu của cái cái số mọi người mà người ta cảm thấy thế là ok cũng cái việc ấy em làm ở chỗ khác hoặc vào thời điểm khác có thể lại gây lên những cái hiệu ứng mà hoàn toàn là trái ngược, thậm chí là, là có thể nguy hiểm ấy. Nhưng mà đấy, thế thì có phải là may không? nên là nên là nên là, nên là may thì không thể đặc quyền được. đặc quyền là mình đã có một cái gì đó mình hơi chủ động. Còn này là mình, chị là cũng nói là mình không chủ động, mà chị nói một cách không khiêm tốn, đây là thật. Tại vì là chị cũng thấy là nhiều người là người ta chủ động làm như thế nhưng không không thành công đâu. Nên là có thể là có thể kiếp trước mình tù nào Nên là, là, là may ừ. Nhưng mà chị có vẻ hơi không Thường thì em muốn biết Tâm trạng của chị Chị hơi loay hoay à Hay là chị sẽ như thế nào Chị thấy thoải mái Chị thấy chị... Em có nhắc đến một cái từ uh, Trước khi mà vào quay Cái hệ thống giá trị Những cái mà mình tin tưởng Nó có hơi bị lung lay không Khi mà em chỉ so, làm một cái phép so sánh Vậy có một cái sản phẩm âm nhạc Nhiều khi để chấp nhận một cái album của chị mất cả năm Rồi sẽ có một cái hiệu ứng là người ta hâm mộ như vậy Nhưng ở cái thời này, qua một đêm Một hình ảnh của chị ở trên sàn sân khấu Thì cái hiệu ứng nó như là một cái album đã thực hiện trong phòng thu rất nhiều năm Em nghĩ là mọi sự so sánh được khập khiễng Nhưng nếu mà mình gọi là mình đo nó bằng một cái cú nổ nào đấy Thì em nghĩ là hai cái cú nổ này nó đều có cái, cái dư chấn y như nhau thì em không biết là chị đã ở hai cái thời điểm khác nhau với cái kiểu giá trị khác nhau nhưng cùng có cái những cái dư chấn cùng nhận những cái dư chấn đấy cái cái, cái câu hỏi của thùy minh rất là rất là hay à, và chị thấy là nó rất là nó rất là sâu để mình có thể trả lời được cụ thể và nó thì cũng gọi là sẽ là lâu đấy nhưng mà mình có thể gọi là hơi tóm gọn là như này cuối cùng nó vẫn phải là cái sản phẩm nó giống kiểu mình bán pháo hoa ấy nó tung lên một cái nó rực rỡ sau đó là nó thôi nhưng nếu nó là một cái sản phẩm tốt thì nó như là một cái ngọn nến ấy mà người ta cứ châm dầu một đèn ấy mà cứ châm dầu và liên tục thì nó cứ sáng và chị thì tất nhiên chị cũng thích được làm pháo hoa bởi vì buổi buổi sáng thức dậy tự nhiên thấy mình trên khắp mạng xã hội thì cũng làm một một làm một thứ rất choáng ngợp và và chị hoảng có chị phải hỏi mỹ anh là nó là cái gì mà kinh thế vì chị cũng không 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 phải là cái người kiểu quá quá chị không ở trong cái hội nhóm nào và theo dõi ai bởi vì chị còn không có nick ảo cơ nếu mà chị vào chị tự theo dõi người ta biết à mình vào những trang linh tinh thì chết à nên là rồi mình cũng không nhá thế nhưng mà nhưng mà đầu tiên là mình cũng hơi sợ sợ nhá kiểu như thế khắp nơi ấy mình không mình phải hỏi mấy anh là thế như thế là positive hay là negative ừ. là tốt hay là xấu nó bảo là tốt mà mẹ tự như thấy mặt mình mà trông cái mặt trông nó hâm mà nó dở hơi mà trông nó, nó 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 kiểu mà lúc đấy mình đang rất là nghiêm túc ấy chứ nhưng mà tự nhiên mọi người lại biến nó thành như thế thì mình hơi hoảng ấy, mình hơi hoảng mà hơi choáng giống kiểu lúc đầu chị cũng không thích cái tên phù vân giáo chủ lắm nghe kiểu ác ác ấy nghe điêu điêu ác ác xong rồi về sau thì bị tức là mình không phù hợp được với xu thế mình chưa hiểu nhưng vì sao mình hiểu ra là à như thế là họ yêu đấy, họ quý đấy, thì bắt đầu mình làm quen dần. Thế nhưng mà chị cũng mình cũng là một cái người mà gọi là đủ tỉnh táo để mình hiểu rằng là những cái này nó hiệu ứng nên nó rất là qua nhanh và cái gốc của mình mình vẫn phải giữ được cái 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 gốc của mình. Còn nếu mà mình để cho nó cuốn mình đi thì có lẽ là mình sẽ không tìm lại được bản thân mình nữa nên chị Ừ thì được làm pháo hoa thì cũng vui nhưng mà chị vẫn thích được làm một cái ngọn đèn nhỏ ở một nơi mà những người cần mình Mình có thể sáng cho chính bản thân mình, cho những người thân yêu của mình Và những người cần thiết với mình Và chị thích rằng là sẽ có những người khán giả người ta comment với mình là Ôi album này của chị em nghe bài này hay bài kia hay là như này Em cảm thấy em đồng cảm ở chỗ này, đồng cảm ở chỗ kia Thì cái điều đấy làm cho chị xúc động hơn nhiều So với việc là chị sẽ được bao nhiêu người nghe theo trào lưu và người ta chẳng nhớ gì cả Thế nhưng tất nhiên là cái này nó cũng lại có hai mặt ở chỗ là vì có cái pháo hoa này Thế nên là chị mới được biết là Ôi hóa ra là mình có rất là nhiều người yêu quý mình Và nghe nhạc của mình mà ở cái lứa tuổi mình không ngờ đến Các cháu nhá Dưới 30, dưới 20 Cũng nghe nhạc của cô Linh Hơi choáng ấy chứ Là hơi bền vững đấy Bền vững ấy Xong rồi mình bảo chứ Bé này mà nghe nhạc của cô hả, à? Mày phải nghe nhạc cứu chúng mày đấy chứ bảo không, Bọn con vẫn nghe nhạc của bọn con Nhưng vẫn nghe cô thế thì mình mới cảm thấy rằng là ôi đây là những giá trị mà mình thích nhờ có cái pháo hoa đấy nên mình biết thêm cái này thì mình sẽ tự tin hơn và như vậy là cái ngọn đèn của mình nó cũng khá là rộng ấy chứ mình cũng có thể chiếu được nhiều chỗ chứ không chỉ có ở gia đình mình hoặc là ở trường của mình hoặc là những cái người trong truyền cảm hứng cho nhau nghệ sĩ với nhau kiểu thế hệ này truyền cảm hứng cho thế hệ kia thế nên là chị thấy rằng là được làm pháo hoa nó cũng hay nhưng mà chị cũng sẽ không quên là mình là một ca sĩ và 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 mình muốn làm một cái việc đơn giản của mình đó là hát là ra album Đã. nếu có một uh, ngh nghệ, sĩ mà thì mình có tất cả các buồn thì là chị Mỹ Linh. Thế yeah. à, cái điều vâng em em có hết em nghe từ em nghe từ thời băng cassette cái tóc ngắn em em chỉ sau đấy thì tất nhiên là từ hồi xưa mọi người đã nói về SV96 rồi các thứ rồi nhưng mà lúc đấy em vẫn còn bé. Còn cái thời điểm ai cũng có một cái thời điểm này và các bạn ấy cũng sẽ các bạn thì sẽ khác hơn một chút các bạn trẻ bây giờ nhưng sẽ luôn có một thời điểm mà tôi tìm ra một cái người nghệ sĩ mà tôi sẽ theo đuổi với bọn em hồi đấy là mua một cái băng cassette nhưng với các bạn bây giờ là có thể tìm ra một cái playlist ở trên Spotify rồi hạn thì là đấy nhưng mà cái khoảnh khắc mà tìm ra cái người nghệ sĩ đấy và tôi sẽ theo đuổi tôi sẽ đi theo và từ giờ tôi sẽ nghe tất cả những sản phẩm của người này thế em nghĩ là luôn là cái một cái khoảnh khắc khá là kỳ diệu xảy ra mỗi người yêu âm nhạc Mà chị rất là cảm động ấy đấy, thì... tại vì là sau bao nhiêu năm như thế mà mình vẫn được ngồi đây với nhau đối diện ừ. trong một cuộc trò chuyện để mà nói với nhau những cái câu chuyện xong rồi nhìn thấy nhau trưởng thành ấy, nó là một cái điều gì đấy nó em rất cũng... là tuyệt vời à, em ạ. Em cũng trân quý nhất trong việc mà khi mà làm nghề mà bền là được chứng kiến cái điều đấy. Còn ừ. nếu mà em là người dẫn chương trình chị làm cái show vân tay hồi đấy hai năm rồi thôi chẳng hạn thì chắc là em cũng cũng sẽ nhìn em chắc là em vẫn theo dõi chị nhưng sẽ nhìn chị góc độ rất là khác. Em thấy chị là người đã tiên phong rất là nhiều thứ cái điều em ngạc nhiên nhất là cái show gần nhất em theo dõi chị uh, là cái gì mây gì đấy ấy, của bên Việt tổ chức ừ. thì cái em vẫn xúc động nhất là bao nhiêu năm nhưng âm nhạc không có cảm giác cũ đi tức là có những kiểu âm nhạc mình nghe có những cái album kể cả của các bạn trẻ nhá em có thể nhồi em nghe ngày nào em nghe trong vòng một tháng nhưng sau đấy em em cảm giác đã xong rồi xếp nó vào một chỗ nhưng có những âm nhạc tại sao nhiều năm trôi qua nó vẫn tức là cái cái tính cái timeless cái sự gọi là nó không có một cái mốc thời gian đấy thì em thấy nhạc của chị với lại anh Quân anh Huy Tuấn nó làm được cái đấy thì em tò mò là cái thời mình làm mình có biết là và nó có là cái mục đích là tôi sẽ làm một cái thứ mà có thể nhiều năm sau người ta thấy nó vẫn mới hay không làm sao mà biết được, làm sao mà có thể ai có đủ tự tin mà mà lại có thể ghê gớm thế được như chị nghĩ rằng là cái điều mà 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 chị rất là xúc động ấy mà chị thấy rằng là bây giờ mình cũng có thể rút ra được thành một cái công thức cho những cái người mà muốn đi bền vững và đi lâu ấy. Đó là khi mà mình làm thì mình phải chân thực với những điều mình làm. Cái đấy là cái đầu tiên và tiên quyết để để biết rằng mình có thể đi được bao lâu, bởi vì chỉ có sự chân thực vì ở cái sự chân thực nó có một cái vẻ đẹp Nó gọi là Nó nó có thể nó vững bền ấy Thì cái độ chân thực đấy Nhưng cái chân thực đấy Nó phải có quality Tức là nó phải có chất lượng Nó như một cái món đồ cũ Nhưng mà nó rất là đẹp Để càng lâu càng đẹp Thì ví dụ như thế Tất nhiên ví này nó cũng không chính xác lắm Nhưng mà khi mình làm thì mình chân thực Và hết lòng với những gì mình làm Và nó phải có quality Nó phải có chất lượng thì mình có thể mình sẽ đi được bền vững còn nếu mà mình chạy theo xu hướng Ai đang làm gì mình cũng làm đấy Xong ngày mai người ta làm khác mình lại sút ruột Mình lại lại làm cái cái thứ khác Thì cũng khó Mình chạy theo trend mà thì xu hướng Thì nó sẽ nó sẽ luôn luôn có những xu hướng mới Và cái thứ hai là Nếu mà mình cũng làm hết Mình cũng rất là chân thực nhưng mình cũng không có đủ Chất lượng để làm ra những cái sản phẩm Mà người ta có thể Nó đợi, có thể đi cùng được với thời gian Vì công nghệ nó càng ngày càng Càng, càng, càng chỉ có tốt lên thôi nếu mà bạn nghệ sĩ trẻ nào bây giờ ấy đừng suốt ruột đừng sốt ruột đừng có thấy ai làm gì cũng có. tất nhiên là nói là rất là khó bây giờ thấy người này bảo ui vì album tôi vừa triệu view album người kia được 4 triệu view rồi mới bao nhiêu triệu view nhưng vấn đề là sau đấy người ta có nghe không hãy đặt 10 năm sau còn được nghe nữa hay không nhưng mà tôi chỉ có khoảng độ trăm ngàn thôi nhưng tôi cứ bền vững mỗi ngày thêm 10 người mỗi ngày thêm 10 người kiểu như thế và những cái người ấy người ta vẫn nghe và mỗi khi mà người ta trở về người ta nghe lại thì người ta lại tìm thấy một cái ký ức của người ta, một cái thời đẹp đẽ của người ta. Đấy chính là cái vẻ đẹp của sự chân thực đấy. Bởi vì là khi mà mà mình mình làm nó bằng một cái sự chân thực thì người ta cũng tìm thấy người ta ở trong đấy mà. Nên là cái sự chân thực cái nó làm cho nó lung linh. đấy chị mới thấy rằng là kiểu gì thì mình cũng phải chân chân thực trong cái âm nhạc của mình, trong trái tim của mình thì thì mình sẽ được bền vững nhắc đến cái từ chất lượng em đang muốn tò mò là tại vì là khi mình nhìn lại và cái sản phẩm của mình nó được chấp nhận rồi thì em nghĩ là dễ hơn rất là nhiều nhưng trong cái thời điểm mình đang làm làm thế nào mình biết là cái này là cái chất lượng này tức là bọn chị là so với tay chứ à thế à? <laughs> <laughs> thôi cứ lấy tay ra mà là chất lượng chứ lấy đĩa hai đĩa đặt vào đặt ra và nghe xem chất lượng bởi vì những người có tai nghe là người ta cũng sẽ đủ trình độ để người ta biết rằng là hồi đấy bọn chị là làm sao để cho chất lượng ngang nhau về chất lượng âm thanh ấy ừ. chứ không phải là chất lượng ca khúc hay gì cả thì thôi mình phải có chuẩn chứ ừ. chứ bây giờ bọn mình bảo bây giờ lấy chuẩn gì bây giờ ừ. thôi thì cứ... chị nhớ là hồi đấy anh quân khi mix là bao giờ cũng lấy một cái đĩa anh yêu thích nhất của nghệ sĩ anh âm mộ nhất ra và cứ nghe nghe xong lại nghe đĩa của mình mà không nghe thấy một đằng phèng phèng vứt đi một đằng uh, một, một trên trời một địa ngục thì chắc là cũng là gọi là nó tiệm cận ừ. thời đấy có cái sự có có hình như sẽ không có có, có phải vội hay không ạ? Có phải buộc là tôi sẽ phải ra cái sản phẩm ở cái thời điểm này? Chị tôi... chả bao giờ vội được ấy? <laughs> tại vì <laughs> tại vì vốn dĩ chị đã không là người làm gì được lâu, là làm gì được nhanh ấy, <laughs> không vội được nên là kệ mọi người ví dụ vừa rồi hồi năm ngoái ừ. mình có tham gia cái chương trình chị, chị đẹp ấy mọi người bảo ừ. sắp sắp <laughs> ra tiếp uh, kiểu đang được hiệu ứng thế có làm đĩa không? Rồi có ra bài gì không? Mà không, sao vậy thế? Phải ra đi chứ mà không được làm đĩa là nó phải nằm trong một cái cái cái, cái ừ. mong muốn của mình và mình đã đã thực sự muốn làm đó và mình phải chuẩn bị nó chứ tự dưng bây giờ là vì chị đẹp xong tự nhiên giảm bài à không được mình không phải là là cái người có thể có thể nắm bắt được chị không nghĩ là những cái người mà nắm bắt được như thế là xấu rồi nhá họ giỏi chứ nhưng mình đấy không phải là mình mình không làm được ấy chứ em cũng <laughs> cái câu hỏi thì mình cũng là thế chị có đang sắp ra phải chị không chị ừ. đã... bảo không <laughs> không phải là không mà là mình, mình đang mình đang mong muốn là như thế và mình cũng phải đợi vì ừ. mình muốn có cái sự chân thực ấy thì ừ. mình, cảm xúc của mình nó cũng phải chín chín tí chứ Và mình có cái ép đó ừ. thực ra là chị cũng muốn làm à, với một vài nhạc sĩ trẻ chị đi tìm và chị cũng tìm hiểu nhưng mà chị cũng thể kiếm thấy một vài người nhưng mà chị thấy là những người mà nổi bật thì họ lại làm nhiều quá thành ra là các bài na ná nhau ở khắp nơi chỉ có đổi từ ca sĩ này sang ca sĩ khác còn là những cái người mà họ uh, làm ít mà họ cũng rất là nổi bật thì họ lại không nhận lời làm với mình bởi vì họ cũng sợ là ôi làm với cả <laughs> chị thì có thể là sẽ bị bọn em bị biến màu hoặc chị bị biến màu <laughs> thì cũng, cũng chưa ai kiểu dám bước qua cái ranh giới để mà đến lại gần nhau hơn nhưng cho đến giờ phút này là chị vẫn còn đang suy nghĩ <laughs> mà chị cũng kỳ rồi uh, anh Quân nhà chị cũng kiểu như là cũng uh, đang cũng có những cái cái cái, cái um, sự thay đổi vì cái chắc là đến cái tuổi đấy mình cũng sẽ có những cái lúc mình đang kiểu dừng lại là để 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 nạp thêm năng lượng cho những để cho làm những cái việc mới hơn ấy thì uh, chị có nhắn anh ấy là uh, khi nào mà anh tìm lại được cảm hứng thì là thì bọn mình lại làm nhạc với nhau thì ừ. hôm vừa rồi em đi hát ở Mây. Em hát bài của anh nhiều lắm và mọi người thuộc, mọi người hát và mọi người cảm động. Nên là em vẫn muốn làm nhạc với anh. Thế à, anh ấy nhắn lại là anh thì lúc nào chả sẵn sàng chỉ có em thôi. Thấy vợ chồng nhắn tin nhau thấy buồn cười không? Dễ thương quá. Không, tại vì cũng có một đợt là anh bảo chị là thôi em đi làm nhạc với những người producer khác đi, để cho nó có màu khác. Và anh ấy cũng sẽ đi làm với những người khác để nó có một cái kỷ cái, niệm. Cái, cái, cái voice khác ấy và anh cũng đã làm và cũng rất là hay ấy, ừ. cái đĩa nó cũng rất là hay à, làm với cả bé vũ thảo my á ừ. chị thấy cái đĩa đấy hay lắm ừ. anh ấy không sáng tác nhiều nhưng chỉ produce thôi thì là đa phần là các sáng tác của my chị thấy đấy là một cái đĩa rất là chất lượng hay là chị cũng loay hoay định thế này định thế kia nhưng mà cuối cùng bản tính là <laughs> vẫn thích những gì quen thuộc từ lúc mà chị đi hát thì còn chưa có cái cái từ diva thế xong rồi chị hát xong xong rồi mấy chị được gọi đi va xong sau đây thì cũng mọi cũng tranh cãi là đi va tiếp theo là ai rồi các thứ và chị cũng đã làm em nhớ em cũng đọc luôn là cũng lại nói cho mọi người một thông tin và cái thời của thì mình thì nắm rất là rõ nhưng mà sợ các bạn trẻ ngày nay không biết là có một cái thời là gọi là có tóc tóc kiểu mỹ linh tức là kiểu tóc ngắn vừa là nhưng mà hồi đấy đã rất là đồng bộ nhưng là ra ăn tóc ngắn xong rồi chị tóc ngắn đúng không chị diễn rất là nhiều xong rồi, xong rồi có một cái kiểu tóc tóc mỹ linh à, ra ngoài hàng cắt là cắt tóc mỹ linh <cười> <cười> rồi có một thế hệ các em bé được bố mẹ đặt tên là mỹ linh <laughs> bởi vì là thâm mộ ý em ở đây là thậm chí là cái cái thời em cũng không biết có chính xác hay không nhưng cái thời mà chị làm phòng thu thì mọi người cũng gọi là lần đầu tiên làm làm album trên máy tính tại sao lại có cái thời đấy nhỉ? không tức là là tức là cũng là một trong những cái người gọi là tiên phong trong việc làm một cái album cá nhân ừ. tại ngày xưa đa phần album của mọi người là hay là tổng hợp cái thời đấy ừ, em nhớ không ừ. ví dụ như là sài gòn tổng hợp ừ. một hay là hay là cái này là có nhiều ca sĩ hát nhiều bài của nhiều nghệ ừ. sĩ ừ. hoặc là một nhạc sĩ nhưng nhiều ca sĩ hát vân vân thế nhưng mà mình cũng là một cái người gọi là nó tương đối thống nhất tức là một album là sẽ thể hiện cái tính cách cái con người mọi thứ về cái cá nhân hóa cái nghệ sĩ đấy thì tức là bây giờ thì điều đấy thì bình thường quá nhưng rồi mà hồi đấy, đấy là mình cũng, cũng là, là, khá là khá là khá là tiên phong ấy chứ rồi chị linh cũng là người mà ra album mà nhật này không rồi và cũng là nằm cũng... trong cái top Cũng bán rất là chạy ở nhật này rồi chị cũng ừ, cũng chị... không không biết có chạy cái, lắm có hay trong không trong cái tháng đấy trong tháng đấy thôi được coi là, là 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 bán chạy nhất này. tức là cái sự tiên phong và làm những cái thứ mà chưa có ở Việt Nam của chị ấy là rất là nhiều cái danh sách những cái bây giờ như chị nói là ai mà trải quen với điều đấy nhưng mà lúc đấy ấy, thì nó rất là lúc đấy chị có nhớ là nó 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 xảy ra với chị trong đầu thực lúc chị là... đang nghĩ ấy thực ra là tất cả những cái này là không phải do chị đâu đấy là do anh Quân đấy tức là khi mà hai đứa kết hôn ấy, thì là anh bảo là giờ chuẩn bị làm đĩa nhá là anh bắt tay vào làm đĩa với chị à, sẽ viết nhạc cho sẽ mời anh Dương Minh Long chụp hình để có một bộ hình ừ. cho cái đĩa. Tức là hồi đấy như thế là ghê lắm đấy. Ừ. Thế vì còn trước đó là mọi người cũng không ngấy đâu, ừ. còn ừ. chưa ừ. có nghệ sĩ make up này ừ. kia, nói chung nó không chuyên nghiệp như bây giờ. Sau đó anh ra đĩa sau anh bảo chuẩn bị đi tour xuyên Việt nhá. Ừ. Có nghĩa là bài bản nhỉ? Không đúng phải. Nhưng anh ở Tây chị, về chị anh nghĩ là đúng rồi. Anh ấy được nhìn thấy tất cả những cái gì mà người ta làm cho các nghệ sĩ thế giới và anh ấy mang về thì anh ấy cũng áp dụng được phần nào ở cái gọi là cái tầm vóc của nước mình làm cho chị thì chị nghĩ rằng là anh ấy đã gọi là cống hiến toàn bộ Tụi... đời trai đấy không thật đấy chứ toàn bộ những cái gì đẹp đẽ nhất của anh ấy có anh tuấn nữa rồi chú dương thụ các nhạc sĩ mà viết cho chị thì là chị nghĩ là chị rất là may mắn mình là cái người mà được mọi người biết đến nhưng mà đằng sau mình là những người mà làm ra các cái câu chuyện đấy ừ. thì người đầu tiên sẽ phải là anh Quân, ừ. anh là người nói chung anh đã để ra tất cả những cái đấy, anh ừ. kể cả chat với Moza thì đầu tiên là định làm một đĩa hát du, sau đó anh bảo là thôi bây giờ làm một đĩa kiểu tóm lại những cái idea như vậy và cái tên chat với Moza là tên do anh Huy Tấn đặt nên chị cũng cảm thấy là mình rất là may mắn khi mà uh, mình gặp được những cái người quan trọng nhất trong cuộc đời vào những lúc quan... đúng lúc nhất thì nó cũng là may hết đấy mà nhưng chị lại cũng là tiên phong là lại thêm một danh hiệu nữa là tiên phong là nghệ sĩ tiên phong trong việc là có ekip riêng <laughs> đúng rồi đúng rồi có ekip riêng ừ. mà chị cũng bảo vệ ekip của mình ghê lắm nhá cái hồi đó là mọi người cũng không chưa quen với việc đấy nên mọi người cũng ngoánh ừ. ừ ừ đi là phải bảo là phải hát bài này phải hát bài kia ừ. kiểu kiểu như thế và chị cũng bướng đấy ừ. chị cũng đứng ra để không phải bảo vệ anh Quân cũng chẳng phải bảo vệ chú Thụ hay anh Tuấn mà chị đang bảo vệ cái sản phẩm của chị. Chị bảo vệ đứa con tinh thần của chị là cái đĩa tóc ngắn. Và chị cũng xin là nếu mà không cho em hát cái bài này sẽ trộn. Là có cả bài bên ban tổ chức yêu cầu và bài còn nếu không thì thôi. Và họ cũng may là họ cũng cho hát. Nhưng mà mình cũng đã dám đứng lên ý. Chứ nhiều ca sĩ trẻ sau chị thì chị thấy là lúc nào họ cũng ra bài mới xong rồi đi hát lại hát bài cũ. Chứ chả hiểu sao thế. Chả hiểu là thế ra bài mới để làm gì tại vì mới ra mình lấy ra hát thì lại vẫn hát những cái bài mà đang thịnh hành họ cũng không chẳng biết kiểu thích chiều theo mọi người nhưng mà nếu mà không bắt đầu thì sẽ chẳng bao giờ có cái tiếp theo cả mình không hát thì ai người ta biết nên hồi ừ. đấy mình cũng đứng ra mình bảo vệ cái bài hương ngọc lan thì đến bây giờ ai cũng hát ví dụ như thế nhưng hồi đấy nếu mà mình cũng bảo vâng vâng thế thôi thế để em hát về khác ạ vâng ạ thế thôi ạ à, thế thôi thế là bây giờ hương ngọc lan xếp xó chả ai biết <laughs> chị có nhắc đến cái việc là một là một phần là lý do là lúc đấy cũng không ai làm à, em lại muốn đặt vào cái thời này khi mà internet nó cũng thay đổi tất cả mọi thứ hồi xưa là việt nam như một cái hòn đảo riêng xong rồi cũng chả biết chuyện gì đang xảy ra ở ngoài thế giới nhưng bây giờ thì các bạn trẻ biết tất cả mọi thứ xảy ra ở thế giới cùng một lúc với lúc mình đang làm nghề đúng chị có nghĩ ở thời này để mà là tiên phong làm cái việc gì đó thì là không tưởng hay là khả năng có thể tạo ra cái mới vẫn có vẫn có chứ vẫn có chứ chị nghĩ rằng là từ nhiều khi mình nhìn hơi gắt khe thôi nếu mà mình cứ đặt các cái gọi là bối cảnh mình cứ tự đặt các cái suy nghĩ của mình mà không phải thế vẫn luôn có các nghệ sĩ mới và họ vẫn làm theo cách của họ bởi vì về cơ bản chúng ta rất khác nhau thế giới là thế giới mình là mình mình, mình có con người mang tâm hồn trái tim của người việt nam Ví dụ như hôm qua chị xem nghe cái postcard của em với bác chị Lữ đấy Bác ấy nói là Ờ những ông Tây ông về Việt Nam ông ấy vẽ cái đồng lúa với các thứ nó khác So với một người Việt Nam tự vẽ một cái đồng lúa Nơi mình sinh ra và lớn lên Cái 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 mùi của gió nó đã khác rồi Chị nói thật Thì thì bây giờ ví dụ mình lái xe hàng ngày Chị chỉ thích hạ kính xuống để chị ngửi cái mùi lúa chín thôi Nó rất là thơm nhá Tự nhiên nó làm cho trái tim mình nó dịu lại Tự nhiên mình cảm thấy đặc biệt là cái thời hồi mà mới lái là chị cứ hay bật cái đĩa của Nora Jones lên chị nghe nhá Come away with me đấy xong rồi chị nghe xong rồi mình thế nên đến khi mà mình hát có thể mình sẽ mình sẽ học hỏi những cái gì về kỹ thuật về technique của người nước ngoài những cái tâm hồn mình vẫn là người Việt Nam mà làm sao mà khác được thì các bạn trẻ bây giờ cũng sẽ như thế các bạn cũng sẽ có những thứ mình cứ chịu khó nhìn mình sẽ thấy nếu cầm chưa chi mình đã khắt khe mình đã bảo ui không có đâu thì tất nhiên là không bao giờ thấy mình đã có định nhìn đâu đúng không nó có một cái gì nhỉ tâm lý học nó có gì cái, cái khoảng trống cái gì đó nếu mà khi mà mình thiếu khuyết cái gì là mình em có thể bị thế không ví dụ em là đang đi tìm một cái này nhá ừ. là em lập tức đi đường em chỉ nhìn thấy mấy cái đó thôi đúng Cả không cuộc đời em là thế chị ạ thì đấy chị cũng vậy thế thì nên là bây giờ lật lại là nếu mà mình đã không định nhìn thấy nó thì chắc chắn là mình cũng sẽ không bao giờ định nhìn thấy nên là mình cứ thôi mình cứ cởi mở ra để mà mình C cứ nhìn đã sau đấy lọc sau thì mình sẽ nhìn được nhiều thứ rất là hay Và chị cũng đang rất là cố gắng học Để có được cái tâm thế cởi mở như thế Thì mình sẽ nhìn nhận được các bạn trẻ này Rồi các bạn trẻ người ta ngược lại Các bạn cũng sẽ tiếp nhận mình là đừng đùa với cô, cô cũng có giá trị của cô ấy, cô <laughs> phải già đâu đấy nhá Kiểu như thế <laughs> ừ, Nhưng mà hồi đấy chị đã chị đã va chạm nhiều với khán giả quốc tế hay chưa ạ? khi mà ra những cái album hay là ký những cái hợp đồng phòng thu ở Mỹ chẳng hạn thì lúc đấy uh, nó như thế nào và bây giờ nếu mà chị quan sát đấy cái khả năng một cái nghệ sĩ Việt Nam ra nước ngoài em đang không nói đến thị trường Việt Nam ra hẳn cái thị trường Mỹ Anh là một cái ví dụ thực ra cũng rất là sát sườn ừ. thì, chị 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 lạc quan bao nhiêu về cái chị nghĩ là thời của chị thì uh, mình còn non lắm ừ. và mình cũng còn kém cỏi lắm mình cũng được ký một cái hợp đồng đấy nhưng cuối cùng nó cũng chẳng đi đến đâu được tại vì là tiếng tăm của mình nó cũng rất là ẩm ờ mình mình cũng chưa đủ chị cũng đã đến tự phòng thu và đã cũng thu âm này kia nhưng mà những cái bài hát nó là những cái bài kinh điển của bên đó cái mà chị nhận được nhiều nhất là các buổi học họ coach cho chị để chị phát âm tiếng anh khi hát này họ cho chị cái cách làm việc ở trong phòng thu thì với những cái nghệ nhạc sĩ quốc tế thì nó như thế nào nhưng cuối cùng thì cũng không thể có được một cái sản phẩm gì cả Bởi vì mình cũng chưa đủ Nói thẳng ra là mình chẳng đủ giỏi Để mà đạt được đến cái level đấy Nhưng các bạn bây giờ khác Ví dụ chẳng hạn như chị chỉ đang Mình không nói về âm nhạc nhé Ví dụ như Anna con gái chị chẳng hạn ừ. Bây giờ là bạn ý bạn bạn này bạn này rất là kiệm lời và không thích khoe nhưng mà kệ chứ con mình mình phải khoe tí chứ thì bạn bạn ấy làm rất là nhiều phim Mm. Cái studio của bạn ấy là ví dụ những, những cái phim như Joker này hay là những cái phim La La Land hay nhiều phim Bạn ấy là người mic những cái cool. track mà em nghe Chẳng hạn như thế Thì bắt đầu từ đấy đã Rồi bắt đầu mới lan đến các nghệ sĩ trình diễn Hoặc là bạn cũng vào thu đã từng làm việc chung với Taylor, Taylor Swift này Rồi là các nhạc sĩ uh, um, uh, nhiều Và bạn cũng nói nói với chị là Ví dụ chị khen là Ôi cái bạn ấy dễ thương ở ngoài bạn cũng không như mẹ nghĩ đâu hoặc là bảo chị taylor Swift chị cực kỳ nice con chưa thấy một nghệ sĩ lớn nào mà nice như thế chị chạy ra chị bắt tay con chị bảo hi hey, i'm taylor mm. of course i know you <cười> 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 kiểu như vậy kiểu như thế tức là tức là người ta rất là mm. tức là thì mình mình vì có con làm ở mm. cái 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 lĩnh vực đấy nên mình cũng được nghe nhiều chuyện behind the scene như thế thì chị nghĩ là bắt đầu như thế đã mm. Rồi các nhạc sĩ Việt Nam là bây giờ sang nước ngoài. Rất là nhiều người đã được vào những cái dàn nhạc wax Thì từ từ ừ. rồi sẽ có. Từ suốt cái buổi trò chuyện em thấy là chị rất là lạc quan về người trẻ. Có thể một phần vì chị có những em bé rất là sáng. Nhưng nó cũng làm cho em suy nghĩ là khi mà chị bắt đầu vào nghề, mọi người có trao cho chị cái tinh thần lạc quan này từ lúc chị bắt đầu hay không ạ? Có, có người có, có người không nhưng mà chị nhớ những người đã không tra cho chị và chị luôn tự dặn mình là mình sẽ không như người này khi mình lớn lên mình sẽ không bao giờ làm những cái việc này ví dụ chẳng hạn như là chị đi vào phòng thu chẳng hạn thì có có chú nhạc sĩ nói với chị là cháu là sao mà hát được cái la thể loại này cháu chưa đủ sâu tự thế tức là mà lúc đấy chị cũng không đủ sâu thật nhưng mà nhưng mà một cái câu đấy làm cho chị cảm thấy mình mất tự tin kinh khủng ấy và chị cũng chẳng sau này gặp lại thì chị nghĩ là chú nói chú chẳng nhớ đâu và chị cũng không bao giờ nhắc lại nhưng chị nhớ cái khoảnh khắc ấy nhưng mà chị luôn tự nhủ với mình là mình sẽ không bao giờ làm như thế với các cháu với các em không phải là và cái người đấy rất dễ thương nhé mà người ta không có ý ác gì đâu người ta đang nói thật nhưng đôi khi cái sự thật ấy đối với cái người tiếp nhận mà người ta chưa đủ cái độ gọi là chưa đủ chín đấy để tiếp nhận được cái sự thật đấy thì cũng nhiều khi cũng làm thui chột đấy hồi đấy chị về suy, suy nghĩ mãi và ừ. chị cũng cảm thấy mình không giỏi mình thấy nọ mình thấy kia <laughs> thì chị nghĩ rằng là nên là sau này là chị rất là cẩn trọng khi mà mình bình luận về những người trẻ hơn mình đừng đùa nhá mấy người ấy là sau này mình nói chuyện với nọ họ sẽ ở cái vị thế khác chị luôn nghĩ như thế vì mình nhớ về mình ấy hãy nhớ là nhiều năm sau mình sẽ ngồi với người ta ở một tư thế khác nên là mình cứ tôn trọng người ta ngay từ, khi người ta còn là các chủng tử đi người ta còn là những cái hạt giống đi mình cứ phải tôn trọng luôn ừ. chứ đừng đợi đến lúc <laughs> chị cứ nhớ cái câu người ta bảo là bạn mà leo lên thang phải nhớ lúc mình còn phải leo xuống không thật mà ừ. thế nên là mình cứ phải nhớ cái điều đấy để nên là mình đã không muốn nhận những cái điều đấy thì đừng trao cho người khác ừ. em vẫn nhớ là lúc em mới vào nghề thì cũng những câu đầy cũng ghim thật Kim mà em, em, vừa nói là em đừng nói là không thôi đừng dẫn talk show không dẫn được talk show thôi, nên dẫn mấy chương trình thời trang đó, <laughs> thì em, học, tức em là cũng nhớ mãi nhiều khi đó. người ta không cũng không có kỳ ý ác với mình đâu nhá Đúng rồi, người ta mà. cũng đang chân thành ấy chứ <laughs> nhưng mà người ta đang gọi là dán nhãn mình và chị bất cứ ai định dán nhãn chị là chị sẽ nổi giận và mình sẽ không cho người ta được quyền dán nhãn mình và người ta không được phép làm như thế người ta đã tự hạn chế mình mà mình sẽ không cãi nhưng mình sẽ chứng minh là người ta đã sai. và Nghe có hơi được không? Ừ, và và em nghĩ là cái chị là không phải là người phản kháng đâu. Ừ. Chị sẽ không nói lại và chị không đôi co, chị không thích đôi co, không thích cãi nhau các thứ gì hết. Nhưng chị sẽ về chị tập ngày tập đêm để ừ. chứng minh là anh đã sai, chú đã sai về tôi. <cười> <cười> em nghĩ biến thành sức mạnh đúng không? Ừ. Là một cái... Biến đau thương thành hành động cách mạng. <laughs> Ừ, em nghĩ là cái 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 chuyển từ cái bên ngoài bên trong nó là cái đấy mọi người hay nói là có một kiểu cái, cái cách chuyển hóa năng lượng nó là cái đấy tại sao một cái ngọn lửa có thể đốt cháy rất nhiều thứ nhưng cũng có thể âm ỉ để nuôi mình như chị nói về chuyện ngọn đèn Ừ em nhưng, nhưng nó hơi nó đấy. nó hơi văn vẻ chứ chị đấy. để là không dài như thế là chị chỉ <laughs> chị chỉ thế kiểu như là <laughs> cay <laughs> <laughs> Nhưng mà khi mà chị đã lạc quan về những cái lứa trẻ tiếp theo, em muốn hỏi chị là chị có lạc quan về sự nghiệp của chính trị không ở cái thời điểm này khi mà mọi thứ gần như đã có vẻ đã đạt được hết rồi. Thực ra đã từ lâu lâu rồi là chị không có một cái tâm mong cầu gì là ôi phải làm thế này phải ra bài này hay phải thế nọ hay phải thế kia. Thứ nhất ấy là mình có một cái định định lý hay là định luật để mình tự 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 rút ra cho bản thân là các lúc nào mà bảo phải làm gì là không có làm được gì hết đấy nên là mình cứ để tùy lúc nào nó đủ chín là là, là nó sẽ có trái à chứ còn mình cũng không bảo là phải thế này phải thế kia xong rồi cứ hơi ra cứ lại để chạy theo thì nó có các cái lý do thế này thứ nhất ý là ở một cái người phụ nữ có gia đình 48 tuổi mà còn suốt ngày đam mê chạy ra đường để kiếm cái thành công này kiếm cái thành công kia chị thấy có lẽ là chị cũng là một cái người phụ nữ hơi yên vị ấy, hơi bằng lòng với bản thân mình ấy và chị không thấy rằng cái việc đấy có tốt đẹp gì cho gia đình chị cả mà chị muốn rằng là mình là một người phụ nữ ấm áp con mình nó có thể hỏi mình khi cần học trò của mình nó hỏi mình khi cần nhưng khi cần phải phải làm cái gì mình vẫn làm được thế nhưng mình không có cái gì mà áp lực phải thế này hay phải thế kia để chứng tỏ là tôi giỏi hay là hay là tôi vẫn còn năng lượng hay như này mình không bị cái áp lực đấy nữa thì chị không... Chị thấy rằng cái việc này làm cho chị cảm thấy tự do hơn và thoải mái hơn. Ừ. Thế là mình thích thì mình làm. Nhưng mà nghe thì nó cũng hơi ích kỷ ở chỗ là khán giả cũng có một số người vào người ta phản ứng là không hiểu chị là cái loại nghệ sĩ gì. Chị không ra bài mới à? Mắng đấy nhá. Thế nhưng mà... Thì thôi mình cũng nhận thôi. Đấy là tiếng lòng của em ấy chị. Em gửi qua một nick ảo của em. À, à? Mắng nhá. Thế nhưng mà mình mình nghĩ rằng là nghệ sĩ chỉ là một trong các tài trò của chị đúng không? các cái 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 góc của mình thôi. âm nhạc cũng là một trong những thứ của cuộc đời này. bởi vì mình à, mình đã được chọn để làm rất là nhiều thứ. mình làm mẹ của mấy đứa con này, mình làm thầy của bao nhiêu người này, mình còn làm vợ nữa. thế bây giờ mình cứ suốt ngày mình chỉ đi tìm kiếm những thứ cho mình, thì chắc chắn là thời gian nó cũng chỉ có thế thôi. mình sẽ không thể có tâm trí có trái tim nhiệt huyết để mà để cho những việc khác, mà trong khi đó những người, cái thứ khác người ta người ta ở đây là là cái người mà gọi là đầu gấp ấp tay gối với, với mình ấy, người ta đã dành cho mình cả đời người ta rồi, bây giờ còn chút gì mình lại còn dành nốt cho mình tiếp nữa thì chị thấy rằng là sẽ vẫn làm việc nhưng không không chị muốn dành thời gian cho anh Quân nhiều hơn vì chị thấy chị rất biết ơn tất cả những gì anh đã dành cho chị ấy và chị thấy rằng là không có anh Quân ấy, không có không thể có chị được. Em có biết là chị bị ADHD không? Thế ạ, à, em không biết. Tức là chị là cái người mà chị luôn luôn phải xoay các thứ, ừ. chị không thể làm được một cái việc gì lâu cả. Và tất cả những gì mà chị có do là mình làm lực lâu ấy, thì cái người ấy là đánh quân. Ấy. Thế nên là mình bọn chị cũng may mắn là làm một cái mảnh ghép khá là ổn cho nhau nên là anh đã hy sinh cả cuộc đời anh để anh dành cho mình tất cả những cái mà mình đang có rồi đúng là có lúc chị có ngồi nói hai vợ chồng ngồi nói chuyện chị bảo bây giờ nếu mà tự em mà làm ấy em bây giờ em đi hát nhé em nhìn thấy uyên linh này nhìn thấy các bạn khác ấy phải tự lo tất cả mọi thứ xong rồi nó chi tiết này kia chắc em không làm được chắc em sẽ sự nghiệp em chẳng có gì đâu bởi vì tất cả những việc đấy toàn anh làm mà chị đấy thực ra chị nhàn lắm Hoạch định ra thế nào giống như là chú thụ chú viết một cái bài là không có anh thì là là là, là như con thuyền đấy anh là cái 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 bánh lái đấy để nó nó đi về cái hướng nào hướng nào ấy là 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 cái người đấy đấy còn như chị là sẽ đổi hướng liên tục đấy <laughs> 5 phút rồi <nữa> là <laughs> Quân ở nhà hắt chỉ hơi liên tục và em muốn kể một chuyện là một lần em tình cờ đi máy bay chung với anh Quân Xong rồi đi taxi về Em vẫn nhớ đường Nguyễn Văn Trỗi Nhìn lên cái biển quảng cáo là chị Sáng bảo like cái mặt này <cười> <cười> Mà vừa mới Hà Nội đi vào Sài Gòn để công tác Nhìn lên lại thấy mặt Có lần có lần anh ấy bảo là uh, Có ai hình như Chu Minh Vũ ấy hỏi là anh sợ gì nhất tôi sợ nhất nghe vợ tôi hát thế <laughs> vì sao bởi vì anh phải mix và khi mà mix thì anh không có cái người trợ lý bình thường là người ta sẽ có cái người mixer nhưng anh này lại làm cái người gọi là thích hoàn hảo anh sẽ phải làm từ a đến z thế mới điên chứ nên đáng phải có cái đứa nó chuẩn bị sẵn ví dụ như nấu cái gì thì soạn ra ừ, rửa rau giết có rửa rồi mình chỉ ra sao nấu thôi đúng không bày biện thôi không làm hết từ nhặt rau nhặt hành thái miếng thịt bằng cỡ nào bao nhiêu giờ bao nhiêu mượn tất làm tất và em có biết là bọn chị nhớ tóc ngắn một tóc ngắn 2 Made in Việt Nam, chat 1, chat 2 để tình yêu hát, tóc ngắn acoustic, 7-8 album, một mình anh ấy làm. Thì em có thể tưởng tượng là anh ấy đã gọi là cống hiến cả đời anh cho chị rồi còn gì đâu. Nên anh ấy bảo, hồi đầu chị cũng bảo, chị về chị cũng hơi buồn, bảo, sao anh lại nói thế? Nhưng mà chị cũng nghĩ bụng bảo, thôi bây giờ tôi mà nghe ạ. Ông tôi hát, hát. 8, 8, album mà lại kệ tính kỹ kiểu ông ấy có khi là tình hình là có khi là hôn nhân giải tán cũng chưa chúng đã được <laughs> nên là có khi là tôi cũng không được độ độ gọi như là độ cam kết như anh đâu nên là thôi chứ bây giờ lại còn bắt anh nói dối nữa à ui tôi thích nhất là với nghe vợ tôi hát à <laughs> ui rổ ui thế là abc à thế không được đúng không, ừ, không phải cho người ta nói thật chứ nhưng anh quận chẳng nói dối được đúng không anh hoặc là anh không nói thôi chứ <laughs> thì anh cũng kiệm mà cái gì nói ra là nó chính xác là như thế <laughs> ừ. nhưng mà em thấy cái, nghe chừng cái màn tin nhắn này thì có vẻ cũng, cũng tiếp đấy ạ à. tiếp đấy ừ. <laughs> chắc chắn sẽ còn ăn bùm hay chị đang nhiều cảm hứng lắm nhưng chị có bao giờ sợ bị flop không mà chị có chứ ừ. <laughs> nhưng mà flop là bình thường mà ừ. bởi vì nhất định là phải flop thôi chắc chắn chứ tại vì vấn đề là so với ai Hiểu mình so với mấy đứa mà hàng triệu view thì, thì thì đương nhiên là phải flop mình biết trước từ đầu rồi nhưng bây giờ chị kiểu giáo chủ hay không Họ, chị không nghĩ thế nói chung là uh, bây giờ ví dụ có mà chị nghĩ là flop là thế nào là flop tại vì chị nghĩ là ok kiểu gì nó cũng sẽ đến cái số đó ví dụ như hôm nay mỹ anh bảo chị là mẹ ơi uh, album của con đã đạt được một triệu lượt nghe Thế nhưng mà tất nhiên là cái thời gian để nghe album của mình anh nó sẽ lâu hơn các bạn khác ừ. Nhưng rồi nó cũng sẽ đến số đó à Và vấn đề là có thể nếu nó gặp may mà được như chị Thì khi những người khác đã dừng rồi thì nó vẫn tiếp Thì nó sẽ là con số nhiều triệu tiếp theo Thế thì bây giờ là cuối cùng thì con số nó vẫn là như thế Nhưng nó trải dài trong bao nhiêu lâu còn, còn nếu mà em tính là flop là à trong một ngày hay trong một tuần phải thế này hay phải thế kia Thì có thể là sẽ dùng từ flop để là đúng Còn nếu mà Ừ, còn nếu mà cái từ flop đấy nhá Mà dùng cho cái độ dài của sự nghiệp là chị cũng hơi thách các bạn đấy Đùa với chị đi nhá Đừng có đùa với cả chị uh, Mỹ Linh uh, già này nhá <laughs> Giờ này chị vẫn còn ngồi đây là các bạn cũng phải phấn đấu đấy Đừng đùa với uh, với chúng em <laughs> Sướng quá <laughs> Sao mà cần sự cái gì no, em, em cũng nghĩ là em luôn em luôn coi thời gian là một cái giá trị quan trọng nhất Ừ, tại vì nếu mà em nói flop thì sẽ là có chạy cự 100 m thì tất nhiên mình 48 chạy sao được. Nhưng mà chạy kiểu cự ly dài kiểu marathon ấy thì cũng chưa biết đứa nào bỏ cuộc trước. Em có biết được một lần nhá, chị đi uh, Nhà Nha Trang. Sau đó là uh, Lê Anh ấy. Lê Anh là là MC á. Lê Anh mới bảo với chị là Ôi rồi bây giờ em mới biết là tại sao đời chị như thế rồi Bây giờ em có câu trả lời, em biết vì sao? còn chị mới chia thành hai đội cũng toàn các nhà báo với nghệ sĩ tức là người ta muốn quảng bá cho cái resort đó ừ. thế là mời tụi chị đến là gọi là cho ăn uống tươi vui phấn khởi đấy sau đó là chia thành hai đội thì các chị ăn uống xong thì phải kiếm trò cho các chị làm chứ không chán mà thế là mới chia hai đội ra nào là bơi thuyền kayak ác này ừ. xong là à, bơi này xong là chạy này xong rồi tập chống đẩy này rồi kéo cái cái dây uh, gì đấy ừ. và em biết vì sao chị thắng không vì tất cả mọi người bỏ cuộc <laughs> Chúng nó tất cả mọi người đều chơi nhá Lúc đầu hằng lắm ai cũng thắng chị hết Nhưng chị là người bò về Vì mệt quá Chơi mấy tiếng đồng hồ thể thao là căng cho em Nhưng tất cả mọi người đã từ chối hết và bảo Bởi thi này thì làm gì có giải gì Nhưng chị bị một cái Ở trong não chị nó bị mặc định là chị đã start cái gì Là chị sẽ làm cho bằng chết Thế là chị chị bò mà đúng bò theo nghĩa đen luôn Chị bò vào để chị đặt tay vào việc đích Xong chị nằm vật ra Xong Lê Anh bảo thôi tất cả mọi người bỏ rồi chị bỏ luôn để mà đi ăn bọn em bảo không tao phải về đích thì chị mới nghĩ rằng là đấy là đấy là một cái câu chuyện nhưng mà cũng nói nhiều lên cái tính cách của mỗi người đấy ok tôi sẽ đi theo kiểu rùa nhưng tôi cũng sẽ về đến đúng chỗ các bạn đã về các bạn có thể trong một tuần nhưng mà tôi cũng thế có thể lâu hơn nhưng có thể là các bạn đã bỏ từ lâu rồi nhưng tôi vẫn làm tiếp và em muốn biết là trong lúc đấy đầu chị thường nghĩ gì ạ cái gì khiến cho chị? Chị không bị bệnh. <laughs> không, chị không thể trả lời như thế được. Cái là chị em bệnh cần phải là. rút em cần phải rút ra bí không, kíp. Bí <laughs> chị... kíp là chị rất hiếu thắng. Và với chị không phải là thắng người khác, mà nếu mà chị không hoàn thành được việc đấy thì đã coi như chị đã không hoàn thành được một việc ở trong đời chị ấy. Ừ. Kiểu thế là cái tính của chị là thì mình đã bắt đầu làm cái gì mình sẽ phải kết thúc đó Còn chưa kết thúc, có nghĩa là chưa sao. Có nghĩa là ai dính vào chị phải dính suốt đời đấy. <laughs> tôi bắt đầu cái gì là tôi sẽ phải kết thúc không cho chúng nó thoát cái chiến thắng chính trị phải không phải kiểu phải thực ra thì mình cũng không văn vẻ đến mức đấy và mình cũng không định là chiến thắng chính em mình, mình hay em gì em cũng không văn vẻ đâu nhưng mà tự dưng ngồi cạnh chị em có bị văn vẻ ờ, ừ, thế tại em thấy hay đúc kết chứ chị có ý gì đúc kết đâu vấn đề là đã chia thành hai đội và chị sẽ phải làm đến cùng cái việc đấy chấm hết em nghĩ là cái đấy là một cái phẩm chất cực kỳ quan trọng cái mà không bỏ cuộc ấy phải đi đến cùng ấy Ờ, chị không từ bỏ đâu đấy em không tin là là một cái thứ nên bẩm sinh ai cũng nên có cái này tức là phải chưa có thì phải rèn để có để mà đi đến cùng tại vì em thấy chúng ta đang sống trong cái thời mọi thứ quá nhanh cứ những cái chớp nhoáng và thậm chí cái concept mà chạy mỹ anh cũng nói đến rất là nhiều là cứ phải đuổi theo cái sự kỳ vọng của một ai khác đấy không phải mình ừ. còn nếu nó là cuộc đua với chính mình thì mình chỉ đuổi mình nữa chứ mình cần gì phải quan tâm đến người khác. Không cái này không cái này không 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 không, không luyện được đâu. À, cái này nó là tính cách vì có những người người ta bị các cái vấn đề thiếu sót về ví dụ người ta bị uh, trầm cảm hay là người ta bị uh, mình không đòi hỏi được đâu. Mình không thể lấy cái uh, cái cái mình. thước của mình ừ. để đạ, để áp cho những người khác và coi đấy là một cái phẩm chất không không được. Cái đó là sai lầm đấy nhá phải đâu ừ. mình không thể đòi là ơi tôi thế anh cũng phải thế không phải ừ. đấy đấy là rất nguy ừ. hiểm đấy tức là mình hơi bị gọi là không định kiến định kiến định kiến về người khác không không được ừ. mình có thể thế như người khác người ta không ừ. thế và người ta cũng đâu sai gì Đúng. đâu ừ. mỗi người có những đấy, thể trạng đấy. khác nhau yeah. mà anh cũng thích nhưng mà chị thì là cái tính chị nó như thế mà chị bị ám ảnh luôn còn nếu mà chị không đại chạm được tay đến cái việc đích hôm đấy ấy, là coi như là tự nhiên nó cứ luôn ở trong đầu mình là mình đã chưa làm xong việc này mình đã chưa làm xong rồi Xong nó cứ nhắc nhở ấy thế, thế có gọi là bệnh không? Không, đấy thì đúng như chị nói là đúng là mỗi người mỗi khác Và chỉ có bạn là người quyết định là mình nên làm gì ừ. Nhưng em thấy điều hay ở chỗ là uh, Em hay nói là cái chương trình này em thích trò chuyện với những người mà em tin là Cái tư duy của họ có tính ảnh hưởng thì là có những người sẽ giống chị nhưng mà có thể các bạn ấy chưa hiểu rõ về bản thân. Thì các bạn nghe chị nói thì các bạn biết là ồ oh, đây là kiểu của tôi và có thể tôi sẽ đi theo con đường này. Còn có những bạn sẽ là cái phong cách khác hẳn thì bạn ấy sẽ tìm thấy một kiểu tư duy khác. Và em cũng nghĩ là mình đang ở một cái thế giới mà có chỗ cho tất cả mọi người. Đúng rồi. Mình không nên chị chị cũng đã có nhiều kinh nghiệm trong cái chuyện là mình cũng sẽ bị những người khác người ta cứ lấy thước người ta người ta dán nhãn đúng không chị. Ờ đúng ừ. rồi, người ta đặt là phải thế này thì mới là thế kia, ừ. còn nếu không thì là không thế này thì lại là thế ừ. nọ thì là thì là thì cứ tất cả những cái đó là rất là sai. Người bị dán nhãn cũng rất khổ và người dán nhãn người khác thì cũng sẽ rất là bị bó hẹp ấy. Ừ. Nên là mình chị cũng không bao giờ muốn lặp lại cái 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 điều đấy với bất cứ ai. Ừ. Vì chúng ta rất khác nhau mình không thể áp đặt cái thích của mình cho người khác được. em nghĩ điều chị vừa nói là điều lạc quan nhất dành để động viên cho những người người trẻ. bởi vì là đúng là thế giới này bây giờ cái thế giới hồi xưa chỉ có kiểu hai triệu bây giờ ba triệu bốn triệu bốn triệu dx các kiểu, cho nên là chỉ có bạn lựa chọn được thôi nhưng em cảm giác một cái niềm tin cái sự lạc quan của cái thế hệ trước mà trao tặng các bạn ấy có nhiều năng lượng hơn nếu mà phải nói một cái điều gì với các bạn trẻ thì chị muốn muốn nói rằng là sẽ luôn có chỗ cho các bạn ừ. kiểu gì cũng sẽ có có chỗ các bạn ở mọi cái 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 góc nếu các bạn chịu khó nhìn và và nó nó có rất là nhiều các cái cái cái, cái sự phù hợp khác nhau ừ. cứ không nhất thiết là tại, ví dụ như cái, cái cái nó có rất là nhiều các cái um, hình thái của cái sự À, gọi là thành công hay là các vẻ đẹp nhưng hiện nay là do cái mạng xã hội hay là do một các cái trào lưu nên các bạn đang chỉ biết đến một vài thứ vài là thế này thì mới là đẹp còn thế kia thì lại là xấu hoặc là thế này thì mới là thành công hoặc thế kia thì không thành công ví dụ nếu mà nói như thế thì chị Mỹ Linh là người không thành công à? Ok thì chị lại bỏ cuộc sớm à Không không phải kể cả ví dụ tôi có ở nhà tôi dành thời gian cho à, người mà tôi yêu thương Đấy là một việc nên làm mà Chị nghĩ rằng là chị, Tất nhiên lấy chị nói thế chị đã làm được đâu Chị cũng vẫn bị cuộc sống nó cuốn mình đi Thế nhưng mà ý chị đang nói là Sẽ có rất là nhiều chỗ cho các cháu Cho các con Nên là các con cứ bình tâm Đừng có thấy người khác làm cái gì xong suốt ruột Và cảm thấy mình nhỏ bé Các bạn không nhỏ bé đâu Các bạn sẽ luôn luôn có chỗ cho các bạn Và sẽ có người nhìn thấy điều đấy Cái người quan trọng nào đó đối với bạn sẽ nhìn thấy Chị đừng có suốt ruột mình cứ đợi, có một cái bài của chú Dương Thụ viết lời cho chị uh, trong cái cái địa, cái địa để tình yêu hát. Cái bài này tên là bài Hát theo người đi trên phố. Ông ừ. um, uh, chú viết là nhạc của Anh Quân chưa uh, Chờ mãi ai mong ai khắc khoai từng giờ sẽ bao yêu thương nếu biết đợi chờ. Mỗi lần mà chị hát câu này chị cảm động cực kỳ Bởi vì mình thực là người hiểu rõ nhất cái việc cái giá của sự chờ đợi ấy. không phải là chờ một người nào cũng không phải là chờ một cái gì cứ mình cứ biết kiên nhẫn và chờ đợi nhiều khi mình chả biết mình đang chờ cái gì nhưng mà mình cứ lặng lẽ mình chờ đợi rồi cái lúc nào đấy mọi thứ nó chín là, là là có quả ăn à sẽ có một lúc nào đấy một người rất quan trọng với bạn sẽ xuất hiện và sẽ nhìn thấy những vẻ đẹp mà những người khác không nhìn thấy ở bạn nên là các con cũng chả phải nên sốt ruột và sẽ có những người nhìn thấy những cái việc mà các con chỉ các con làm được thôi hoặc là ví dụ các con có một cái khả năng nào đấy hoặc là các con chính là cái người đấy của một ai đó ấy. Đúng không? Có một người nào đấy cũng đang chờ con đến để mang lại cho họ cái sự bình yên mà chỉ có cháu mới làm được điều đấy thôi. Nên là cứ bình tĩnh. <laughs> cứ bình tĩnh. <laughs> ừ. em cũng không biết là cái cuộc trò chuyện để cho khán giả hay cho chính em nữa. Nhưng mà em có một câu hỏi cũng cuối cuối rồi. Đấy, theo chủ đề của chúng ta là lạc quan Ờ, nhưng mà em thì cũng nghĩ là nhiều khi cũng không phải nhắc đến chữ lạc quan thì mới là lạc quan Chị đã có một cái năng lượng, mọi người có nhận thấy về nhận xét như thế về chị hay không ạ? Trông chị lúc ừ. nào cũng trẻ trung phơi phới Chị thấy là mọi người bảo là ở gần chị Linh thì thấy nó cũng dễ chịu, yeah. uh -huh. dễ chịu yeah. Yeah. Em đẹp Không mát Trừ, trừ một người người ta không thấy <laughs> dễ chịu rồi là nói đùa chứ <laughs> à, anh Quân có ở cạnh đấy đấy chị rồi. mệt mệt tại vì chị hay thay đổi quá ấy. Ừ chị liên tục, xong rồi bây giờ chị mới biết là chị bị thế thì anh thì mẹ anh ấy cũng mới hiểu ra và anh ấy thương chị hơn mà lúc trước thì anh ấy phát điên lên với chị ấy em cứ thể tưởng tượng một ngày xoay xoay mấy lần thì bố ai mà chịu được Không thể nào mà chịu được thế xong rồi có lúc chị bảo là ôi em xin lỗi anh ấy em cảm thấy thương anh lắm ấy bởi vì là có lúc em còn phát điên lên với sự thay đổi của em thì làm sao mà anh chịu được sau anh bảo đấy chứ cũng hơi mệt nhưng mà thôi anh cũng quen rồi cái chương trình này vợ chồng son lắm nhỉ kiểu cảm giác như không, bây giờ bọn chị không phải vợ chồng son mà gọi là bạn đời ấy. nếu lên hoang đảo ngày mai không biết ngày trở về có một cơ hội chị có mang ra anh quân không ờ, hôm chị mới nghe um, postcard của em hỏi mỹ anh xong rồi uh, cũng có câu đấy và mỹ anh nó bảo nó sẽ mang theo chị anna thế là chị đêm hôm đấy chị về chị suy nghĩ là nếu bây giờ mình lên hoang đảo thì mình mang ai mấy hôm đấy chị không biết là chị sẽ tóc với tuyền mình đâu nhá và chị bảo là bây giờ mình mang ai nhở Mình thì mình thích mang ông Quân Không biết không có đồng ý không <cười> <cười> Thế sao vậy hôm sau Hai vợ chồng mới đèo nhau Xong rồi chị mới cầm tay anh ấy Chị bảo là anh ơi Em có một mong muốn là hôm qua em nghe postcard của con anh nghe chưa Và anh nghe rồi anh có biết anh có nghe cái câu đấy không? Nó bảo là nó mang con Anna chứ nó không mang em với anh đâu. <laughs> thế xong, thế xong anh không nói gì. Anh này ít lời đấy, cứ lái lái này xong rồi chị bảo chưa. Nhưng mà em thì khác. Em suy nghĩ kỹ rồi. Đêm qua em làm em suy nghĩ suốt đêm là nếu mà giả sử mà như thế thì em muốn được đi cùng với anh ấy. Tại vì em nghĩ là em ADHD như này mà nếu mà không có anh thì chắc em không làm được cái việc gì. Nhưng mà tất nhiên là em phải hỏi là anh có muốn hay không. Nhưng mà vẫn không trả lời em ạ. <laughs> không trả lời và lặng lẽ lái xe tiếp thì chị không biết anh đang nghĩ gì mà chị cũng không nài thêm để hỏi tiếp chả đã hỏi là anh đang nghĩ gì anh trả lời em đi tại sao em nói thế mà anh không trả lời à nên là mình thấy người ta không trả lời thì thôi mình cũng im lặng và câu trả lời vẫn đang được để ngỏ thế nên là cái câu hỏi của em ấy thì chị xin trả lời là chị thì chị mong thế nhưng mà có chắc là người ta muốn hay không nên là không biết em có một lời thách đấu dành cho anh quân lên chương trình này em sẽ hỏi anh quân <cười> <cười> xem anh quân mana no, no, no. uh... chị sẽ có lời <laughs> chị có biết một từ về, à, của gen Z là cẩu lương không cẩu lương là gì thế từ tiếng việt của nó là cơm chó chị có biết không 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 biết luôn vâng thế sao sau chương trình này chị sẽ biết chắc chắn khán giả của thế mình biết cái câu này khi công mà. chó là gì thôi giải thích đi sốt ruột quá à? <laughs> mọi người chị có thể đọc comment ở dưới cái chương trình này để nhận ra không biết là đến lúc đấy phát sóng thì ông Quân đã có câu trả lời cho tôi chưa? Tôi lên hoang đảo mà tôi, tôi vừa làm, làm công việc nọ xong tôi lại quên được việc kia. <laughs> là tôi chả làm được cái việc gì ra hồn hết. Một ngày chị nghĩ bao nhiêu phần trăm về tình yêu? Nghĩ á? Chị chả nghĩ lúc nào về tình yêu cả. Thế Ai à? hâm mà nghĩ gì về Thế tình yêu? á? Không. Thế lúc nào mà nghĩ về tình okay. yêu? Okay, em hỏi Chị okay. đâu có phải tuổi đôi mươi mà suốt ngày nghĩ về tình yêu. Okay, em, Eo em ơi chị nhá. Trong những năm Covid em biết chị nghĩ về gì nhiều nhất không? Đừng cười nhá. Chị nghĩ về tiền. Đúng, em, chị... Bởi vì chị sợ con chị phải đi về á, nó đang học ở bên kia. Ừ. Và Covid nó trả giảm nó đồng nào ấy. <cười> <cười> mà mấy năm sau hình như nó thu bù ấy em ạ. Ông tăng thêm 10% phần trăm mình mà biết à ừ. đã có thỏa thuận rồi xong rồi mình bảo duy chứ duy sao họ lại tăng học phí duy bảo mẹ đọc lại contract đi họ bảo là mỗi năm họ được quyền tăng từ 5 đến 10% phần ừ. trăm mẹ không đọc gì cả cay ừ. thôi đành vậy nhưng bây giờ thì, thì còn phải lo về tiền hay không nốt thằng duy là không phải lo về tiền nữa nốt là khoảng bao lâu nữa nửa năm nữa okay. <laughs> ý là có ừ. nghĩa là không phải lo những cái khoản to đùng ừ. gì nữa thì mình sẽ chỉ ừ. sống vui tươi cuộc đời mình thôi không phải áp lực nữa. <laughs> có một chuyện nhá là hồi xưa chính anh Trung anh Vũ kể nếu có gì chị cứ về mách anh ấy lại là à, chị Mỹ Linh lúc đấy là diva rất là nổi tiếng rồi và có một cái hãng thời trang rất là nổi tiếng thì hình như lúc đấy chị phải đắn đo về chuyện cái váy, à. cái váy Escada là con đắt nên quá mua gì? đắt quá không và chị Linh quyết định không mua bởi vì là bằng bao nhiêu tháng tiền học của con ấy. À, đúng đúng. Và đắt lắm ấy ừ. điên à <laughs> không chứ nhưng chị sẽ luôn là người uh, sẽ chọn những cái hướng nó sẽ an toàn cho gia đình mình hơn là những cái nó hơi xa hoa phù phiếm không chị tất nhiên rồi mình là một cô gái uh, bắc kỳ xong lại sinh ra trong thời kỳ khó khăn nên là nếu mà gọi là xa hoa phù phiếm là không có chị uh, nhưng mà bây giờ dễ lắm thì mình ừ mình phải kiếm một người stylist sau đó là mình người ta sẽ chọn mình vẫn được mặc đồ đẹp nhưng mà mình phải trả lại bằng quảng cáo ví dụ mình sẽ à, đứng lên mình bảo tôi đây là chiếc váy của escada à, hoặc là đây là chiếc vòng của ví dụ png hay cái ừ. anything và bất cứ một cái gì đấy thế là mình vẫn được diện có đúng với mong đợi của chị về một cái podcast không chị nghe podcast của thùy minh nhiều lắm ừ. và chị cũng không biết là lúc nào chị sẽ lên <laughs> chị nghe của em nói chuyện với bác chị lý mấy lần này ừ chị nghe với cô uh, bạch tuyết này nhiều nhưng mà là những cái tên tiêu biểu chị nghe với một chị cái gì um, chị là tiến sĩ gì ở bên uh, bên uh, phần lan rồi đó à chị cũng uh, là một người rất là hay chị Phương Mai. đúng rồi chị nghe buổi em với cả chị trần thu hà <laughs> và chị nghe rất là nhiều chị nghe để chị học cách mọi người nhìn nhận cuộc sống bởi vì chị rất là muốn được À, hiểu về cuộc sống qua lăng kính của người khác, người ta như nào và mỗi một cái cuộc trò chuyện đầu tiên là chị thích nghe tiếng Anh nhé cũng nghe đầy đủ các um, podcast tiếng Anh này ừ. kia để học ấy. Ừ. Nhưng mà à, vì sao chị chuyển bắt đầu nghe tiếng Việt, bắt đầu từ hồi mà có Vietcetera đầu tiên cơ, ừ, chưa có hai và đâu, là đúng rồi là chị cũng bắt đầu nghe và chị thấy rằng là chị có một thiếu sót khi mà chị hơi bị uh, xính ngoại thật. Ví dụ chị mình cứ phải là phải nghe xem phim Tây, nghe nhạc Tây, nghe podcast tiếng Tây này kia ABC Nhưng bây giờ chị quay trở lại và bắt đầu chị mới đây chị mới mua được mấy cái cuốn sách của một vài nhà văn trước 75 ở Sài Gòn Và họ mở cho chị một chân trời về nhận thức Và chị thấy là mình quá thiếu sót đi Tại sao những người như này mình không biết mình không biết là bởi vì mình chưa quan tâm đủ và mình cũng gọi là ít học ấy mình có, có trình độ có hạn nên mình cũng chỉ biết được như thế thôi nhưng khi bây giờ mình đọc họ nhá mình mới nhận ra là ôi đã có hẳn một cái thời văn chương nó đẹp đẽ như thế ở một nơi mà mình không biết vì mình mình đẻ ra sau giải phóng mà mình chị sinh năm tháng 8 năm 75 ừ. thì những cái lúc đó nó là trước 75 khoảng năm sáu mấy đẹp đẽ và rất là và, và, chị đọc xong một bài và chị đi mua tất cả sách của người đấy để 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 chị hiểu thêm về cái cái thời kỳ đấy thì chị mới thấy rằng là người Việt mình hay lắm những cái nhận thức của họ rất là hay sau đó là chị bắt đầu nghe các postcard của người Việt Nam mình và chị bắt đầu chị thấy là chị rất là dởm đời vì chị bắt đầu sức ngày phải xính ngoại không mình phải hướng về bên trong mình có rất là nhiều người giỏi giang hay ho từ thời xưa đến giờ bao nhiêu đời bao nhiêu bao nhiêu thứ mà mình không biết trong khi đó mình cứ tìm hiểu du lịch cũng thế nhất nước mình bao nhiêu thứ đẹp mà mình cứ phải đi tận đâu ấy thế nên là chị thấy là cũng là một cái thứ mà chị đã được cởi mở trong cái đầu của chị ấy. hồi trước là mình nghèo nên mình hay xính mình chưa có nên mình hay nghĩ là phải thế này phải thế kia nhưng mà mình khi mà mình quay mình nhìn lại thì ở nước mình có nhiều thứ rất hay ho rất đẹp đẽ Đấy, nên là chị cũng muốn gửi cái thông điệp này nếu mà em cho chị là một người gọi là cũng nói các cháu nó nghe á thì là các con ấy là còn trẻ và sẽ hướng ra bên ngoài rất là nhiều nhưng mà đừng quên hướng cả vào bên trong nữa bên trong những cái người đi trước rồi những ở mọi lĩnh vực đều có các tài năng và có những người rất là giỏi giang và sẽ cho các con học được rất là nhiều thứ khi mà mình phải ở một mình mình sẽ có khả năng là mình quên cái ngôn ngữ của mình nên mình sẽ phải mang một cái gì mà nó sẽ giúp mình nhớ lại được cái ngôn ngữ của mình để khi mình có cơ hội tìm lại được đồng loại của mình ấy thì mình còn nhớ mà biết mà nói thì chị sẽ mang cuốn thả một bè lau uh, thiền sư thích nhất hạnh phân tích truyện kiều bởi vì nếu mà những từ vựng đẹp đẽ nhất rồi những cái ẩn dụ hay là những cái từ ngữ đẹp đẽ nhất thì nó sẽ ở trong truyện kiều và khi mà mình đọc thả một bè lau của thị, thầy thích nhất hạnh thì thầy đã làm cho chuyện kiều trong mình nó vỡ hòa ra lên rất là nhiều thứ bởi vì thầy phân tích uh, về văn chương đã đành nhưng mà về cả trong thực tế như nào rồi rồi trong cả đưa cả Phật giáo vào những cái những cái nhận thức này kia thì chị thấy là chị sẽ chị sẽ mang cuốn sách đấy theo bởi vì là để cho chị nhớ tiếng Việt để lúc nào mà chị có dịp mà chị bơi trở lại bờ được ấy mà chị gặp lại được đồng loại thì chị vẫn biết nói tiếng Việt đây là trường hợp anh Quân không đi cùng đó chị chắc anh không đi cùng đâu tại vì thấy anh im lâu thế. <laughs> em luôn yêu thích mỗi lần mà em hỏi cái câu này á. Em nghe được một cái tên sách mới là em luôn nghĩ trong lòng là em sẽ về đọc cái cuốn này. Thả em một bài lâu làm một cuốn phải đọc, nhất ừ, em định chưa đọc, em sẽ đọc. Và em cũng nghĩ là nhiều người bắt đầu lại ghim ghim vào <laughs> mua về đọc. Vâng và đấy là câu hỏi cuối của em. Em biết là ngày hôm nay với em chị em khi chị đang nói về cuốn sách tự dưng em cũng nghĩ chị giống một cuốn sách nhưng mà chị giống một cái cuốn sách uh, đang mở sẵn và có nhiều trang trắng để chuẩn bị ghi vào các thứ em thấy chị là một người mà <cười> <cười> em ấy đấy là một lời khen là uh, wow thank Bởi you <laughs> vì chị nhìn mọi thứ khi chị nói cái ánh mắt của chị nó 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 thấy giống như chị đang dù em nghĩ là dù chị có trải có bao nhiêu chuyện nữa thì cái cái mong muốn chọn tìm những cái mới để tiếp tục học của chị nó không bao giờ mất đi lúc nào nó nó ở đấy giống như chị nhìn thấy rõ cái cái mong ước để cái khao khát đấy của chị ừ. em em học được cái đấy rất là nhiều tại vì mình không có mục đích mình không cần phải là học cái gì để làm gì hay là để thi lấy bằng này hay là cái gì mình học học để biết học cho nó vui thế khi mà mình học cho nó vui thì là mình không có áp lực mà không có áp lực học nhanh lắm cảm ơn thùy minh và cảm ơn harvest đã cảm ơn harvest đã cho uh, mẹ linh đã có một cái cơ hội để mà được giải bày bản thân như này thực ra lúc trước ấy thì uh, mình cũng đang thấy là đợt này hơi bị nhiều truyền thông quá uh, mình nói lắm quá tự dưng mình trở thành một người nói lắm không giống mình ý nói nhiều thế nhở ở đâu mở ra thấy chỗ nào thấy chị đang nói cái thứ chị sợ lắm ấy ôi khiếp nói lắm thế thế là chị chị nghĩ là chị định xin với mình là thôi mình dừng lại để mình ừ. lui lui lại ừ, đi đợi chứ đợi. không người ta cũng sẽ thấy chị kiểu bắt đầu thấy đáng ghét đi nói lắm thế chỗ nào cũng thấy chị đang nói cái gì đấy nói lắm thì không không ổn đâu phải nghe nhiều hơn thế nên là cuối cùng thì mình vẫn có cuộc trò chuyện này và mong rằng là à uh, sip cũng uh, là một cái podcast quen thuộc như là với mỹ linh thì mọi người cũng bắt đầu tìm nghe vì uh, cái thời gian vừa rồi ý, mình nhận thấy là vì tiktok ấy vì mạng xã hội ý, nên mọi người không nghe cái gì lâu cũng không đọc cái gì lâu cũng không xem cái gì dài và mình nghĩ rằng đấy là một cái điều có lẽ là hơi thiếu sót đấy bởi vì mọi người cứ thử nghe hết cái này của Linh và Thùy Minh Thì sẽ nghĩ rằng là Linh đang định nói về vấn đề gì Bởi vì nếu mà mình chỉ chọn chọn một vài cái ý ngắn ấy, Mình sẽ không có một cái nhìn nó tổng quát và đầy đủ Về bất cứ một vấn đề gì Mình cũng uh, mong là mọi người sẽ luôn luôn uh, Ngoài những cái ngắn hàng ngày thì vẫn tìm được những cái dài Để mình có thể trò chuyện với nhau Những cái cuộc trò chuyện dài như thế này Và làm cho nhau ấm áp và cũng nhớ cái câu của chị Linh nói là thực ra ai cũng có chỗ của mình uh, chương trình này có cả bản ngắn cả bản dài à <laughs> sẽ có chỗ cho tất cả mọi người vẫn có bản ngắn à có bản ngắn Ôi trời ơi vẫn phải theo trend. <laughs> thôi cũng đành thôi và, chứ làm sao đấy và một cái điều cái sự ấm áp cái sự lạc quan cái sự cởi mở em nghĩ là cái điều mà được học nhận nhiều nhất ngày hôm nay em thật vui vì trong hành trình thật dài của em mà mới có trò chuyện với thần tượng của mình hai lần chị Linh mà cứ tiếp tục làm nghề và Thùy Minh cứ tiếp tục dẫn chương trình thì chắc là mình sẽ còn gặp lại nhau. Thôi thế chào Thùy Minh nhé cảm ơn tất cả bọn em. Đã, cảm ơn tất cả mọi người.